Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 33. Không hổ là võ thần, thần thức cường đại quá. Lúc này, một lão già áo xám đột nhiên xuất hiện ở trước người La Phong, sau khi hạ xuống đất, lão già nhìn La Phong lắc đầu, nói. Vì sao không thể bỏ đi cái tính háo sắc này vậy? Không thay đổi thì một ngày nào đó người sẽ chết trong tay chính người đó. La Phong trầm mặc không nói gì, hắn hiện tại đã biết hắn trêu phải ai rồi, võ thần đương đại. Có lẽ thực lực hiện tại của đối phương chưa thể uy hiếp được đế quốc đỉnh hãn, nhưng tương lai thì sao? Trêu chọc phải một cường giả siêu cấp trong tương lai cho bản thân và đế quốc đỉnh hãn, không thể không nói, lần này hắn đúng là đá phải thiết bản rồi. Lão già xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Chúng ta không cố ý gây thù địch với các hạ. Việc lúc trước là chúng ta sai. Hiện tại các hạ đã chảm sát 9 cự long và một thị nữ rồi. Việc này kết thúc ở đây nhé, được chứ? Không thì biết làm sao? An Nam Tĩnh nói. Có người bảo vệ hắn, ta quả thật không giết được hắn. Có điều ngươi yên tâm, rồi sẽ có một ngày, ta có thể giết được hắn. Đế quốc đỉnh hãn thì sao? An Nam Tĩnh ta một ngày nào đó sẽ tới bái phỏng. Nói xong, An Nam Tĩnh xoay người bước về phía đài đấu võ. Nghe thấy lời nói của An Nam Tĩnh, La Phong và lão già lập tức biến sắc, những lời này của An Nam Tĩnh đã đưa ân oán cá nhân lên tới ân oán của hai phương thế lực rồi. Tới đế quốc đỉnh hãn bái phỏng, nếu là người thường nói những lời này thì hai người họ khẳng định sẽ cười nhạt, cho dù đối phương là hoàng giả cảnh thì bọn họ cũng sẽ không bận tâm. Nhưng những lời này xuất phát từ trong miệng võ thần, vậy ý nghĩa đã trở nên khác hẳn. Sâu trong mắt lão già hiện lên một tia sát khí, đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại, nói. Hiện tại không giết hắn, chỉ là vì ta nghĩ cho gia tộc mà thôi. Dù sao gia tộc ta hiện tại có việc quan trọng hơn phải làm, không dư thừa lực lượng để dây dưa với đế quốc đỉnh hãn các ngươi. Chứ không phải là không thể giết hắn, hiểu rồi chứ. Lão già trong lòng rùng mình, nói. An Nam Tĩnh ngươi là người của An gia. Lúc này, sát ý trong mắt lão già đã hoàn toàn không còn, chỉ còn vẻ kiêng kỵ và khiếp sợ. An Nam Tĩnh không gì, đi lên đài đấu võ, sau đó nhìn Dương Diệp nói. Còn sống là quan trọng nhất. Nói xong thì đi sang một bên, không nói gì nữa. Dương Diệp sờ sờ mũi, hắn đương nhiên biết còn sống mới là quan trọng nhất, chỉ là đối phương sẽ để hắn sống sao. Hắn giết thái tử của đế quốc đỉnh hãn, đồng thời luyện chế đối phương thành khôi lỗi, đối phương có thể buông tha cho hắn sao? Lúc này, lão già mặc áo xám đó chiếu ánh mắt lên người Dương Diệp, quan sát Dương Diệp một lúc rồi nói. Thực lực không tồi, tuổi còn nhỏ mà không ngờ tu luyện kiếm đạo đến mức này, chẳng trách có thể tru sát Mục Quân. Mục Quân chết trong tay ngươi là thực lực của hắn không đủ, vận mệnh đã như vậy rồi, đế quốc đỉnh hãn ta không định báo thù cho hắn. Chỉ là nhân hoàng giáp và nhân hoàng ấn cùng với phược tiên thằng chính là chí bảo của đế quốc đỉnh hãn ta, người phải giao ra. Còn nữa có người đã chính mắt thấy người thu lại thi thể của Mục Quân, hắn mặc dù đã chết nhưng vẫn là thái tử của đế quốc đỉnh hãn ta, thi thể của hắn sao có thể rơi vào tay người ngoài. Người giao ra đây hết đi. Ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra vẻ không thể làm trái. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Thiên Huyễn, nói. Tiền bối. Tài sản của người chết trận trên Tiềm Long bảng do bên giết sở hữu, điều này có gì không ổn à? Còn nữa, lúc này Tiềm Long bảng vẫn chưa kết thúc triệt để mà lại có người đến ngang nhiên uy hiếp huyền giả dự Tiềm Long bảng, chẳng lẽ thế này mà không xem như vi phạm quy tắc của Tiềm Long bảng à? Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, lão già mặc áo xám đó cười lạnh một tiếng, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Thiên Huyễn trầm ngâm một lát, nói. Ngươi nói không sai. Tài vụ của người chết trận trên Tiềm Long bảng do bên người giết sở hữu, điều này thì không có gì không ổn cả. Ngươi lấy tài sản của đối phương, đây là thứ ngươi đáng có. Nhưng lúc này Tiềm Long bảng đã kết thúc rồi, chuyện của ngươi và đối phương chính là chuyện riêng, chúng ta không có quyền cũng không có lý do nhúng tay vào. Kỳ thật kết thúc hay chưa kết thúc thì chỉ là ở trong một ý niệm của hắn mà thôi. Nếu hắn có lòng muốn bảo vệ Dương Diệp thì như vậy lúc này Tiềm Long bảng vẫn chưa kết thúc. Còn ngược lại thì đã là kết thúc rồi. Bảo vệ Dương Diệp, hắn có lý do gì để làm vậy? Không có bất kỳ lý do gì cả. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức cười lạnh một tiếng, quả nhiên, ở trước mặt thực lực cường đại, bất kỳ quy tắc gì cũng đều là mây bay gió thoảng. Lúc này, lão già áo xám nói.
Vốn người chỉ cần giao ra ba kiện bảo vật của đế quốc đỉnh hãn ta là được, nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, vật của mục quân người phải giao ra đây toàn bộ. Đương nhiên, người có thể cự tuyệt, có điều hậu quả thì ta nghĩ người khẳng định không gánh nổi đâu. Không hổ là đế quốc đỉnh hãn, đúng là bá đạo. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên ở đây. Lập tức một nam tử trung niên chống gậy, dùng vải trắng che mắt xuất hiện trong sân. Hiểu Thiên Cơ. Nhìn thấy người vừa tới, Thiên Huyễn và lão già mặc áo xám đó. Cùng với đại biểu của các tông môn lập tức biến sắc. Hiểu Thiên Cơ, ba chữ này trong toàn bộ huyền giả đại lục có thể nói là cực kỳ nổi danh, đối phương nổi danh, trừ đối phương có thực lực thần bí khó lường ra thì còn bởi vì đối phương có thể đoán trước được tương lai, biết được thiên cơ. Biết được thiên cơ mới là chỗ khủng bố thật sự. Không chỉ như vậy, trí tuệ của đối phương lại khủng bố tới dọa người. Tuy đại lục lấy võ vi tôn, nhưng khi trí tuệ đạt tới trình độ nhất định thì có thể giết vào vô hình. Bởi vì kế sách bọn họ bày ra, người rất có thể trong bất trị bất giác đắc tội với rất nhiều người, có thêm rất nhiều cừu gia. Cho nên, cho dù hiểu ra từ trước đều không quá ba người, nhưng lại có thể tồn tại ở huyên giả đại lục này hơn vạn năm. Không ngoài gì khác, đơn giản là không có một thế lực nào lại tùy tiện đắc tội với bọn họ. Ngược lại, rất nhiều thế lực còn muốn giao hảo với bọn họ. Bởi vì có lúc một câu của bọn họ có thể khiến tông môn của mình tránh được một hồi tai nạn. Chỉ là người của hiểu ra ở luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao lại xuất hiện ở chiến trường cổ này. Đám người Thiên Huyễn trong lòng rất nghi hơ hoặc. Hiểu Thiên Cơ không để ý tới lão già mặc áo xám đó mà chậm rãi bước về phía Dương Diệp. Nhìn thấy người trung niên trước mắt này bước về phía mình, Đê Dương Diệp nhướng mày, tuy đối phương hai mắt bị che bằng vải trắng, nhưng Dương Diệp có một loại trực giác, đó chính là đối phương nhìn được mình, loại cảm di các này rất mãnh liệt. Hiểu Thiên Cơ khẽ gật đầu với Dương Diệp, nói. Không tồi, tài năng nở rộ, kiếm ý thụ mà không tan, là kỳ tài kiếm đạo. À đúng rồi, quên tự giới thiệu, ta là phụ thân của Vũ Tịch, cũng chính là nhạc phụ tương lai của ngươi, ta nói vậy có đúng không? Phụ thân của Vũ Tịch, nhạc phụ tương lai. Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người, người trung niên trước mắt là phụ thân của Hiểu Vũ Tịch. Chỉ là nhạc phụ tương lai nghĩ chắc mình và Hiểu Vũ Tịch đã là gạo nấu thành cơm. Dương Diệp cười xấu hổ, sau đó thi lễ với người trung niên trước mắt rồi nói. Vãn bối bái kiến nhạc phụ. Dám làm thì dám nhận, nếu đã cùng Hiểu Vũ Tịch làm chuyện đó, hiện tại cha người ta tìm tới. Mình nếu ngượng ngùng làm bộ làm tịch thì sao phải với Hiểu Vũ Tịch. Nghe thấy Dương Diệp xưng hô như vậy, khóe miệng Hiểu Thiên Cơ lập tức nở một nụ cười, nói. Tốt lắm, Vũ Tịch không nhìn lầm người. Người cũng biết đấy, người hiện tại nếu có bất kỳ lý do gì để trốn tránh, bất kể lý do của người có hợp lý thế nào, không cần người của đế quốc đỉnh hãn xuất thủ, ta sẽ tự mình xuất thủ giết người. Cũng may, người không khiến ta thất vọng, cũng không khiến Vũ Tịch thất vọng. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi cười khổ, thì ra nhạc phụ này không ngờ ngay từ đầu đã mang lòng muốn giết mình rồi. Lúc này, lão già áo xám ở bên cạnh trầm giọng nói. Hiểu Thiên Cơ, đế quốc đỉnh hãn ta và hiểu ra ngươi luôn là nước giếng không phạm nước sông, ngươi lần này chắc không phải là muốn trở mặt với đế quốc đỉnh hãn ta chứ. Hiểu Thiên Cơ xoay người nói với lão già áo xám. Ngươi chính là la ngôn của đế quốc đỉnh hãn à? Vậy thì sao? Lão già áo xám lạnh giọng nói. Hiểu Thiên Cơ lắc đầu, nói. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, xin khuyên ngươi một câu, hiện tại trở về đế quốc đỉnh hãn đi, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi, bằng không ngươi có thể sẽ liền không về được đâu. Về phần chuyện của con rể ta, ngươi cũng đừng quan tâm nữa, mạng của hắn chưa tuyệt, ít nhất thì mạng của hắn hôm nay chưa tuyệt, bởi vì đã có ta ở đây. Sắc mặt của lão già áo xám lập tức trở nên khó coi. Nếu là người khác nói hắn có uy hiếp vẫn lạc thì hắn khẳng định sẽ cười nhạt, nhưng những lời này từ trong miệng Hiểu Thiên Cơ nói ra thì lại khác. Do dự một lúc, trong mắt lão già áo xám hiện lên một tia dữ tợn, nói. Hiểu Thiên Cơ, ngươi chớ có tưởng như vậy là khiến ta mắc mưu rồi ngoan ngoãn rời đi. Ta nói cho ngươi hay, ngươi tính sai rồi. Dương Diệp này nếu không giao ra ba kiện bảo vật của đế quốc đỉnh hãn ta thì hắn tuyệt đối sẽ không ra khỏi được chiến trường cổ này đâu. Hiểu Thiên Cơ lắc đầu, nói. Hiện tại ngươi muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Một người áo đen xuất hiện phía sau La Ngôn một cách quỷ dị, cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện, lập tức, một đạo hàn quang nháy mắt đã đi tới cổ La Ngôn.
La Ngôn cả người lông tác lập tức dựng đứng, thân là cường giả hoàng giả cảnh, phản ứng của hắn tất nhiên không chậm, nháy mắt đã lướt ra xa trăm trượng. Nhưng mà, người áo đen kia lại vẫn dí sát sau lưng hắn, giống như là giòi trong MU bàn chân vậy. La Ngôn lập tức kinh hãi muốn chết, bởi vì hắn phát hiện, thực lực của đối phương ít nhất cũng phải là hoàng giả cảnh tam phẩm, thậm chí còn cao hơn. Mà hắn, thì chỉ vừa bước vào hoàng giả cảnh không lâu mà thôi, đối mặt với một cường giả hoàng giả cảnh tam phẩm, hơn nữa còn là một sát thủ hoàng giả cảnh tam phẩm, nhưng hắn làm sao có thể là đối thủ của đối phương đây? Nghĩ đến đây, La Ngôn đã có ý rút lui, nhưng mà hắn chỉ vừa mới có suy nghĩ này thì một thanh chùy thủ đã xẹt qua cổ hắn. Tiếp theo, thân thể La Ngôn cứng đờ tại chỗ, trong mắt tràn ngập vẻ bất khả tư nghị, nói. Ngươi, sát thủ chí tôn. Nói xong, La Ngôn không còn sinh cơ nữa. Nghe thấy lời nói trước khi chết của La Ngôn, trong sân, trừ Hiểu Thiên Cơ ra, tất cả huyền giả đều đồng loạt biến sắc, khi nhìn về phía người áo đen đó, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ và kinh sợ. Sát tử chí tôn, mấy trăm năm trước đã khiến vô số cường giả của huyền giả đại lục phải run sợ. Đây là một truyền kỳ chân chính. Bởi vì nghe đồn trên đại lục này trừ những lão quái vật siêu cấp đã lánh đời ra thì không có ai là nàng ta không giết được. Đối với rất nhiều huyền giả đến mà nói thì đây có lẽ là lời đồn, nhưng đại biểu của các tông môn thì biết rất rõ, đây căn bản không phải là lời đồn gì cả mà là sự thật. Bởi vì trung vực từng có một cường giả đạt tới hoàng giả cảnh ngũ phẩm dã chết trong tai nàng ta. Thành tựu thanh danh sát thủ chí tôn, là vì sát thủ chí tôn này đã giết một tông chủ của thất phẩm tông môn, sau đó khiến cho một lão quái vật hoàng giả cảnh lục phẩm của chất phẩm tông môn này rời núi. Kết quả, là sau khi lão quái vật hoàng giả cảnh lục phẩm này vẫn lạc thì danh xưng sát thủ chí tôn đã xuất hiện ở trên huyền giả đại lục. Nhưng về sau, sát thủ chí tôn này đã mai danh ẩn tích ở trên đại lục. Chỉ là mọi người không ngờ, qua mấy trăm năm, sát thủ chí tôn này không ngờ lại xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện ở chiến trường cổ này. Ở bên cạnh, Dương Diệp chau mày, hắn không biết cái gì là sát thủ chí tôn, hắn chỉ biết là, người áo đen trước mắt này hắn quen, bởi vì người áo đen này chính là người áo đen luôn đi bên cạnh An Bích Như. Hắn trước kia biết thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh tới mức này, chỉ mất mấy cái hô hấp, một cường giả hoàng giả cảnh không ngờ cứ vậy chết đi. Còn nữa đối phương ra tay giết La Ngôn là ý tứ của An Bích Như à? Sau khi ra tay giết La Ngôn, người áo đen xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Tuy mọi người thấy không nhìn rõ được mặt của nàng ta, nhưng mọi người có thể cảm giác được, nàng ta đang nhìn An Nam Tĩnh. Rất nhanh, người áo đen chậm rãi bước về phía An Nam Tĩnh. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân rùng mình, sát thủ chí tôn này chẳng lẽ là muốn giết võ thần An Nam Tĩnh à? An Nam Tĩnh thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Khi đi đến trước người An Nam Tĩnh mấy trượng, người áo đen dừng lại, nhìn An Nam Tĩnh một lúc, người áo đen đột nhiên nói. Rất nhiều lúc ta thật sự không nhịn được muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi nếu trưởng thành, dưới tinh không này không ai có thể cản được ngươi nó. Khi đó đối với An gia ta mà nói thì không nghi ngờ gì nữa là tai ương diệt vong. Nhưng ta biết, ta không thể giết ngươi. Thậm chí rất nhiều lúc còn phải bảo vệ ngươi. Bởi vì ngươi có thể là hy vọng cuối cùng của An gia. Lời nói của nữ tử áo đen có chút mâu thuẫn, người ngoài nghe thấy sẽ chẳng hiểu ra làm sao, nhưng An Nam Tĩnh thì không. Bởi vì An gia đầu tiên mà đối phương nói là ám chỉ An gia ở thành Nam, mà An gia thứ hai thì là cả hai An gia. An Nam Tĩnh nói, chuyện của gia tộc ta không muốn quản, cũng không có hứng thú quản. Những thứ này đều là chuyện không có ý nghĩa, đúng không? Nữ tử áo đen nhìn chăm chú An Nam Tĩnh một lúc, sau đó mới nói. Nếu người xuất hiện vào trăm năm trước thì ta chắc chắn sẽ bóp chết ngươi lúc còn trong trứng nước rồi. Nhưng hiện tại đúng như ngươi nói, chút chuyện đó giữa An gia không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Nói xong, ánh mắt nữ tử áo đen chiếu lên trên người Dương Diệp, nói. Ngươi nếu dám phụ nàng ta, bất kể ngươi quỷ dị như thế nào. Có những ai bảo vệ người thì ta cũng sẽ gây mạng người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dứt lời, nữ tử áo đen lập tức biến mất tại chỗ. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ không thôi, hắn đương nhiên biết, nàng ta, mà đối phương nói là ai, hiện tại hắn cũng biết, đối phương xuất hiện ở đây chắc chính là ý tứ của An Bích Như. Nghĩ vậy, trong lòng Dương Diệp cảm thấy rất ấm áp. Giống như là nghĩ tới gì đó.
Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía La Phong ở xa xa, hắn không quên người trước mắt này là tìm hắn gây phiền toái. Hiện tại La Ngôn đó đã chết, người này đã không còn chỗ dựa, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Ngay khi Dương Diệp muốn động thủ thì Hiểu Thiên Cơ lại nói. Tạm thời tha cho hắn một mạng đi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Hiểu Thiên Cơ nói. Người giết Mục Quân thì chính là lý do đầy đủ, cái chết của La Ngôn cũng chẳng liên quan gì tới người cả. Có ta ở đây, đế quốc đỉnh hãn vốn không có bất kỳ viện cớ và lý do gì để tới tìm người gây phiền toái cả. Ít nhất thì ngoài mặt là không, nhưng ngươi nếu giết hắn, vậy thì đế quốc đỉnh hãn sẽ có đủ lý do và chứng cớ để động thủ với ngươi. Tuy hiện tại thực lực của ngươi không tồi, nhưng ở trước mặt với đế quốc đỉnh hãn thì vẫn quá yếu. Dương Diệp do dự một lúc, cuối cùng không động thủ. Trong một đoạn thời gian không xa, sau khi hắn về Nam Vực, nhất định sẽ phát sinh xung đột với các thế lực Nam Vực. Lúc này trêu chọc đế quốc đỉnh hãn, không nghi ngờ gì nữa là rất không sáng suốt. Có điều cũng không thể cứ như vậy buông tha cho đối phương được, bằng không thì chẳng phải là quá tiện nghi cho đối phương rồi à. Giao nạp giới ra đây thì có thể cho ngươi sống sót rời đi. Đừng có lắm lời với ta, nếu ngươi không muốn chết. Kiếm ý của Dương Diệp phun trào, khóa chết khí tức của La Phong, kiếm ý sắc bén như thực chất, không ngừng càn quét ở đây, khiến cho sắc mặt của La Phong lập tức biến đổi. Hiện tại hắn cuối cùng hơi tin là Mục Quân đúng là chết trong tay Dương Diệp, không nói cái khác, chỉ cỗ kiếm ý này của Dương Diệp đã khiến hắn không thể không kiêng kỵ. Kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, đặc biệt là trong cùng cấp thì không huyền giả nào là không kiêng kỵ. Thấy La Phong trầm mặc, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, cổ tay khẽ động, Long Cốt kiếm xuất hiện trong tay hắn, nếu đối phương cự tuyệt, hắn sẽ không chút do dự xuất kiếm. Về phần cái gọi là đế quốc đỉnh hãn, hắn cũng chẳng quản nhiều như vậy, dù sao hắn cũng không tin đối phương sẽ bỏ qua cho hắn, bởi vì hắn đã giết nhi tử của hoàng đế đế quốc đỉnh hãn này. Nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm, La Phong nheo mắt, hiển nhiên, hắn không ngờ Dương Diệp này lại thật sự có lòng muốn giết hắn. Người này không sợ đế quốc đỉnh hãn trả thù sao? Về phần giao nạp giới, hắn tất nhiên sẽ không giao rồi, nói đùa à, giao ra thì chẳng khác nào ném cả mặt mũi của đế quốc đỉnh hãn đi. Tội này hắn không gánh vác nổi. Ngay khi Dương Diệp muốn động thủ, Hiểu Thiên Cơ đó lắc đầu, tay vẫy một cái, nạp giới trên tay La Phong lập tức bay vào trong tay hắn, ném nạp giới cho Dương Diệp, sau đó mặt hướng về phía La Phong nói. Còn không mau đi đi. La Phong lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó dẫn ba mỹ nữ bên cạnh xoay người rời đi. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, gật gật đầu về phía đám người, lập tức, một bóng đen trong đó lập tức biến mất. Không thể giết La Phong này ngoài sáng, nhưng trong tối thì được chứ. Nhân lúc hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ khiến đối phương phải chết. Loại chuyện thả hổ về rừng này hắn sẽ không bao giờ làm cả. Hiểu Thiên Cơ quay sang Thiên Huyễn, lạnh nhạt nói. Thiên trưởng lão, hiện tại thi đấu của Tiềm Long Bảng đã kết thúc. Bắt đầu nghi thức để khí vận gia trì cho những thiếu niên thiên tài này đi. Thiên Huyễn nhìn Hiểu Thiên Cơ, trong lòng rất nghi hoặc đối phương vì sao lại có thể gả nữ nhi của mình cho Dương Diệp. Với thực lực của hắn, chắc đã có thể nhìn ra thọ mệnh của Dương Diệp mới đúng. Nếu đã nhìn ra thì vì sao còn làm như vậy, đồng thời không ngại vì Dương Diệp mà đắc tội với đế quốc đỉnh hãn. Nghĩ không thông, Thiên Huyễn lắc đầu, sau đó hai tay nâng hờ, một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện trong sân, sau đó thì mặt đất ở xa xa đột nhiên tách ra. Tiếp theo một con cự long màu trắng đột nhiên từ trong lòng đất phóng lên cao. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, gật gật đầu về phía đám người, lập tức, một bóng đen trong đó lập tức biến mất. Không thể giết La Phong này ngoài sáng, nhưng trong tối thì được chứ. Nhân lúc hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ khiến đối phương phải chết. Loại chuyện thả hổ về rừng này hắn sẽ không bao giờ làm cả. Hiện tại hắn đi cuối cùng hơi tin là Mục Quân đúng là chết trong tay Dương Diệp, không nói cái khác, chỉ cỗ kiếm ý này của Dương Diệp đã khiến hắn không thể không kiêng kỵ, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, đặc biệt là trong cùng cấp thì không huyền giả nào là không kiêng kỵ. Thấy La Phong trầm mặc, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, cổ tay khẽ động, Long Cốt kiếm xuất hiện trong tay hắn, nếu đối phương cự tuyệt, hắn sẽ không chút do dự xuất kiếm. Về phần cái gọi là đế quốc đỉnh hãn, hắn cũng chẳng quản nhiều như vậy, dù sao hắn cũng không tin đối phương sẽ bỏ qua cho hắn, bởi vì hắn đã giết nhi tử của hoàng đế đế quốc đỉnh hãn này. Hiểu Thiên Cơ quay sang Thiên Huyễn, lạnh nhạt nói.
Thiên trưởng lão, hiện tại thi đấu của Tiềm Long bảng đã kết thúc. Bắt đầu nghi thức để khí vận gia trì cho những thiếu niên thiên tài này đi. Thiên Huyễn nhìn Hiểu Thiên Cơ, trong lòng rất nghi hoặc đối phương vì sao lại có thể gả nữ nhi của mình cho Dương Diệp. Với thực lực của hắn, chắc đã có thể nhìn ra thọ mệnh của Dương Diệp mới đúng. Nếu đã nhìn ra thì vì sao còn làm như vậy, đồng thời không ngại vì Dương Diệp mà đắc tội với đế quốc đỉnh Hán. Nghĩ không thông, Thiên Huyễn lắc đầu, sau đó hai tay nâng hờ, một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện trong sân, sau đó thì mặt đất ở xa xa đột nhiên tách ra. Tiếp theo một con cự long màu trắng đột nhiên từ trong lòng đất phóng lên cao. Nhìn thấy cự long màu trắng này, vô số huyền giả ở trên đài tập tức kích động không thôi. Liều mạng chém giết trong khoảng thời gian qua, hiện tại cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch rồi. Dương Diệp lúc này trong lòng cũng có chút kích động, bởi vì Hiểu Vũ Tịch cuối cùng cũng có thể thật sự chân chính. Còn cả mẫu thân, muội muội, Thanh Thi, các nàng cũng có thể đủ được khí vận gia trì. Có khí vận gia trì, vận mệnh của họ chắc sẽ thay đổi nhiều. Đặc biệt là mẫu thân và muội muội. Trên không trung, cự long màu trắng nhìn xuống mọi người, ánh mắt không ngừng qua lại trên người mọi người, giống như là đang tìm gì đó. Đột nhiên, ánh mắt nó dừng ở trên người Dương Diệp dẫn đầu, nhìn Dương Diệp, trong mắt cự long màu trắng có vẻ nghi hoặc và do dự. Nhìn con vật to lớn trên không trung, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn luôn cảm thấy đối phương như là đang chăm chú nhìn mình, loại cảm giác đó rất mãnh liệt. Chẳng lẽ tiểu tuyền qua của mình cũng có sức hấp dẫn đối với cự long? Dương Diệp đột nhiên nghĩ tới điều này, phải biết rằng, tiểu tuyền qua bất kể đối với và thiên địa linh vật hay là loại thiên địa dị thú như tiểu gia hỏa đều có sức hấp dẫn rất lớn. Tóm lại cho đến bây giờ giống như là không có gì có thể ngăn cản mị lực của tiểu tuyền qua. Nghĩ đến đây, Dương Diệp trở nên do dự, sau đó vận chuyển tiểu tuyền qua trong cơ thể, huyền khí màu tím chậm rãi vận chuyển. Đúng lúc này, con người cực lớn của cự long màu trắng trên trời co rút lại. Tiếp theo trong mắt xuất hiện một loại kích động và mừng rỡ nhân tính hóa. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng mừng lắm, quả nhiên tiểu tuyền qua này có sức hấp dẫn cực lớn đối với long mạch. Lúc này, cự long màu trắng đột nhiên trong một tiếng với đám người phía dưới. Lập tức, từng dòng khí màu trắng từ không trung chậm rãi bay xuống, hướng về phía mọi người trên đài. Khi những dòng khí màu trắng này tiếp xúc với mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt say mê. Cảm thụ được dòng khí màu trắng này chảy vào trong cơ thể mình, Dương Diệp vui lắm, hắn cái này gọi là khí vận. Chỉ là khiến hắn nghi hoặc là, những dòng khí này sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, thì biến mất không thấy đâu. Lúc ban đầu, hắn nghĩ là tiểu tuyền qua tác quái, nhưng khi hắn xem xét tình trạng của tiểu tuyền qua thì phát hiện trong tiểu tuyền qua không có những dòng khí màu trắng này. Có điều hắn lại có thể cảm giác được những dòng khí màu trắng này vẫn tồn tại trong cơ thể hắn. Một lúc sau, lắc đầu, hắn quyết định không nghĩ tới những điều này nữa, trong đầu xuất hiện bộ dạng của Hiểu Vũ Tịch, vừa nghĩ tới Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp cảm thấy trên người có gì đó trôi đi. Dương Diệp mừng lắm, hắn biết khí vận ở quả nhiên như lời Mạc Lão nói, có thể gia trì cho người khác. Theo khí vận không ngừng chuyển tới trên người Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp phát hiện, Hiểu Vũ Tịch trong tiểu tuyền qua có một số biến hóa, đó chính là tóc bạc đang dần dần đổi màu, biến thành màu đen bình thường. Ở bên cạnh, tuy sắc mặt của Hiểu Thiên Cơ vô cùng bình tĩnh, nhưng bất chi bất giác tay phải đã nắm chặt, đủ để biểu hiện tâm tình không bình tĩnh của hắn lúc này. Ước chừng qua nửa canh giờ, trừ Dương Diệp và An Nam Tĩnh cùng ba người bọn Ma Kha ra, ba huyền giả bên cạnh đã không có khí vận ra chỉ nên lui sang một bên. Nhìn ba người bọn Dương Diệp một cách hâm mộ, khí vận ra chỉ cho ba thứ hạng đầu thời gian so với những người khác thì nhiều hơn chừng một canh giờ. Đặc biệt là người đứng số một. So với bọn họ thì nhiều hơn 2 canh giờ gia trì, 2 canh giờ, khí vận không biết là nhiều hơn bao nhiêu lần. Qua một hồi lâu trên đài chỉ còn lại một mình Dương Diệp còn được cự long màu trắng gia trì. Theo khí vận không ngừng gia trì lên trên người Hiểu Vũ Tịch, tóc bạc trên đầu Hiểu Vũ Tịch đã có 9 thành biến thành màu đen. Lại qua chừng một khắc, Hiểu Vũ Tịch chậm rãi mở mắt, ngây ra một hồi, nàng ta nghiêng đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa đang tắm mình trong ánh sáng tím. Sau đó lại nhìn bốn phía trong mắt là vẻ ngỡ ngàng. Lúc trước khi Hiểu Vũ Tịch tỉnh lại thì là ở trong phòng của Dương Diệp. Khi hôn mê cũng ở trong phòng của Dương Diệp, cho nên Hiểu Vũ Tịch căn bản không biết sự tồn tại của tiểu tuyền qua. Hiện tại tỉnh lại, nhìn thấy bản thân đang ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm, bên cạnh không có Dương Diệp, nàng ta không khỏi có chút ngỡ ngàng và thấp thỏm.
Có điều cũng may nàng ta nhìn thấy tiểu gia hỏa đó, cũng chính là chồn tía. Nàng ta biết, tuy địa phương này rất quái dị, nhưng khẳng định là an toàn, bởi vì Dương Diệp khẳng định sẽ không để nàng ta và tiểu gia hỏa này ở một nơi không địa phương an toàn. Chỉ là Dương Diệp đang ở đâu? Đột nhiên, giống như là cảm giác được gì đó, Hiểu Vũ Tịch nắm lấy tóc mình kéo ra trước mặt, khi nhìn thấy tóc đã biến thành màu đen thì Hiểu Vũ Tịch lập tức ngây dại. Sau khi thấy Hiểu Vũ Tịch đã tỉnh lại thì Dương Diệp lập tức mừng rỡ, hiện tại nguyền rủa trên người Hiểu Vũ Tịch chắc đã bị khí vận này triệt tiêu rồi. Chỉ cần Hiểu Vũ Tịch có thể thăng cấp vậy sẽ có thể một lần nữa đạt được thọ mệnh. Nhìn Hiểu Vũ Tịch có chút ngơ ngác trong tiểu tuyển qua, Dương Diệp cười cười, sau đó trong đầu xuất hiện bộ dạng của muội muội, mẫu thân và Bảo Nhi. Đương nhiên, còn cả Tô Thanh Thi và Tần Tịch Nguyệt, cùng với An Bích Như. Những người này có thể nói đều là người mà hắn quan tâm. Tất nhiên hy vọng những người này trong tương lai sẽ có khí vận tốt, được thiên địa chiếu cố. Đột nhiên, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì hình ảnh của mẫu thân trong đầu hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu. Khi khí vận gia trì, trong đầu hắn nếu tưởng tượng về hình ảnh của người mà mình muốn gia trì thì hắn có thể cảm giác được mình có một loại liên hệ rất kỳ dị với đối phương, giống như có một sợi dây nhỏ nối hắn với đối phương vậy, lúc trước khi làm với Hiểu Vũ Tịch hắn có loại cảm giác này. Nhưng hiện tại, sợi dây giữa hắn và mẫu thân đã đứt, phải nói là căn bản không nối được, đây là nguyên nhân gì? Khi Dương Diệp đang nghi hoặc thì cảnh tượng trong sân đột nhiên biến ảo, hắn xuất hiện trong một thế giới tăm tối. Dương Diệp biến sắc, lúc này, một con rồng nhỏ màu trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy rồng nhỏ màu trắng này, Dương Diệp ngây ra, bởi vì đối phương không ngờ giống y như cự long trước đó, chỉ là thân thể nhỏ hơn mà thôi. Nhân loại, ngươi không cần phải khẩn trương. Ta không có ác ý với ngươi. Rồng nhỏ màu trắng thốt ra tiếng người, khiến cho Dương Diệp càng ngẩn ngơ. Một lát sau, Dương Diệp áp chế nghi hoặc và khiếp sợ trong lòng, nói. Ngươi là long mạch đó. Rồng nhỏ màu trắng gật đầu. Đây là nơi nào? Dương Diệp hỏi. Rồng nhỏ màu trắng nói. Đây là không gian tinh thần ta mở ra, ở đây, chúng ta dùng tinh thần để trao đổi trực tiếp, ngoại giới sẽ không biết gì. Người đưa ta đến đây là có chuyện muốn nói với ta à? Kỳ thật Dương Diệp đã hơi hiểu rồng nhỏ này vì sao muốn đưa hắn. Tới đây. Rồng nhỏ màu trắng trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Nhân loại, ta ở trên người ngươi ngửi được khí tức khiến ta động lòng, ta không biết khí tức đó là gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, khí tức đó có thể đề thăng thực lực của ta, hoặc là nói, ngươi có thể giúp được ta. Ta có thể giúp ngươi, vậy là sao? Dương Diệp khó hiểu. Rồng nhỏ màu trắng trầm mặc một lúc, sau đó đó mặt rồng trở nên dữ tợn, nói. Ta đã bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu năm rồi. Ở nơi này bị nhân loại các ngươi nô dịch, không ngừng ra chỉ khí vận cho nhân loại các ngươi. Nhân loại tham lam, rồi sẽ có ngày bị báo ứng. Ngươi nói ngươi là bị nhốt á? Dương Diệp trong lòng khiếp sợ, bị nhốt, long đi mạch trước mắt này không ngờ là bị nhốt. Có điều nghĩ lại cũng đúng. Long mạch không ngờ có thể ra chỉ khí vận, còn có thể sinh ra linh khí nồng đậm đến cực điểm các đại tê xê ông môn sao có thể buông tha. Nếu long mạch này không sinh ra linh trí, đồng thời biến hóa, vậy thì may quá. Nhưng đáng tiếc đối phương đã sinh ra linh trí, đồng thời có thể biến hóa, nói cách khác, long mạch này gặp bi kịch rồi. Bất kể là ai bị nhốt cả vạn năm, thậm chí là lâu hơn thì cũng đều là gặp bi kịch. Thực lực hiện giờ của ta đã tương đương với hoàng giả cảnh nhất phẩm của huyền giả nhân loại các ngươi, chỉ cần ta đạt tới hoàng giả cảnh nhị phẩm thì ta có thể phá tan phong ấn nơi này. Rồng nhỏ màu trắng nói. Cho dù ngươi thoát khỏi được phong ấn nơi này thì ngươi có thể đi đâu chứ? Dương Diệp nói. Ngươi chắc biết, ngươi không thuộc về nhân loại, không thuộc về yêu tộc, cũng không thuộc về bất kỳ một chủng tộc nào. Ra khỏi nơi này, ngươi có thể đi đâu? Ra ngoài. Cái mà ngươi phải đối mặt chính là sự đuổi giết vô cùng vô tận, không phải sao? Rồng nhỏ màu trắng trầm mặc. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Còn nữa, trước tiên không nói ta có thể cứu ngươi hay không, cho dù có thể cứu ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ tới rằng, cứu ngươi ra thì ta có được lợi ích gì? Không chỉ không chiếm được bất kỳ lợi ích nào, mà ta còn sẽ trở thành kẻ địch của các đại tông môn ở đây. Ngươi nói có đúng không? Nếu ngươi giúp được ta thì ta sẽ cho ngươi lợi ích. Lúc này, rồng nhỏ màu trắng đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, cười nói.
Ngươi vẫn không hiểu ý ta à? Đây không phải là vấn đề có được lợi ích hay không, vẫn là câu hỏi lúc trước, cho dù ngươi chạy được thì ngươi có thể đi đâu? Dương Diệp xem như đã phát hiện, tuy rồng nhỏ màu trắng này đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng tâm tính chắc giống như một đứa trẻ, dù sao nó chưa từng được tiếp xúc với người hoặc là sinh vật khác ở bên ngoài. Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Rồng nhỏ màu trắng suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể hỏi Dương Diệp ở trước mặt. Nghe thấy lời nói của rồng nhỏ màu trắng, khóe miệng Dương Diệp lập tức cong lên, nở một nụ cười. Ta có biện pháp mang ngươi đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau khi ra ngoài thì ngươi phải nghe lời ta, không có sự cho phép của ta ngươi không thể tùy tiện xuất hiện. Đương nhiên, sẽ không bắt ngươi cứ phải mãi như vậy, chờ chuyện bình ổn rồi ta sẽ cho ngươi rời đi, thế nào? Dương Diệp rất bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại kích động không thôi, cường giả hoàng giả cảnh. Nếu dẫn tên này theo mình về Nam Vực, vậy mình chẳng khác nào có thêm một đả thủ siêu cấp. Đả thủ hoàng giả cảnh, hắn sao có thể không kích động cho được? Nghe thấy Dương Diệp lời nói, rồng nhỏ màu trắng mừng như điên, nói. Ngươi thật sự có thể dẫn ta đi à? Ngươi chớ có lừa gạt ta đó, bằng không ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp nói. Đương nhiên là không lừa ngươi rồi, phải biết rằng ta lừa người thì có lợi gì. Có điều, nếu ta thật sự có thể dẫn người đi thì ta được gì? Rồng nhỏ màu trắng trầm mặc một hồi, sau đó nói. Đợi sau khi kết thúc, ngươi ở thêm một thời gian ở đây, dưới lòng đất có một số thứ lấp lánh, phát sáng, ta cũng không biết đó là gì, có điều ta nghĩ, ngươi chắc sẽ thích. Những thứ đó có rất nhiều, ta tặng toàn bộ cho ngươi đó. Như vậy đủ chưa? Lấp lánh, phát sáng, đó là thứ gì, có điều chắc không phải là đồ rác rưởi, chỉ là với cái giá đó thì hắn không dám. Dương Diệp nói, những thứ đó bản thân ngươi không cần, lại lấy ra để trả công cho ra, ngươi làm vậy có đủ thành ý không? Phải biết rằng ta cứu ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm tới tính mạng đó. Bạch Long trầm giọng nói, hay là đêm ngươi tới đây, ta dẫn ngươi tới động phủ của ta, ngươi nhìn chúng thứ gì thì cho ngươi thứ đó, thế nào? Nghe vậy, tim Dương Diệp lập tức đập thình thịch, thu thập hơn vạn năm, hắn tất nhiên không tin Bạch Long này chỉ lấy toàn đồ rác rưởi, trong đó khẳng định có rất nhiều bảo bối. Tuy kích động, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức để lộ ra ngoài mặt, tuy Bạch Long này tâm trí chỉ như trẻ con, nhưng nó không ngốc. Ra vẻ do dự hồi lâu, Dương Diệp lúc này mới nói. Cũng được, xem như làm một chuyện tốt đi. Nghe vậy, Bạch Long lập tức vui vẻ, nói. Nếu ngươi thật sự có thể cứu ta ra ngoài, ta tất tất sẽ báo đáp ngươi. Vậy thì tốt. Dương Diệp gật đầu, nói. Hỏi ngươi một vấn đề, lúc trước khi khí vận gia trì, ta vì sao không thể vận chuyển tới một người? Đó là nguyên do gì? Đối phương đã chết, hoặc là đại nạn ập xuống. Bạch Long nói. Bởi vì chỉ có như vậy, mới không thể chuyển khí vận. Nghe vậy, hai tay Dương Diệp đột nhiên nắm chặt. Hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ rực. Một lúc sau mới bình ổn được sự thô bạo và khủng hoảng trong lòng, Dương Diệp cố gắng khiến cho bản thân có thể giữ được bình tĩnh, mẫu thân hiện tại chắc vẫn còn sống, dù sao Mạc Lão đã từng nói, mẫu thân tạm thời không sao. Đại nạn buông xuống, nói cách khác, tình huống của mẫu thân lúc này rất không ổn. Hẹn rồi đấy, đêm nay ngươi nhất định phải tới đây. Bạch Long nói xong câu này thì lập tức Dương Diệp chỉ cảm thấy tình cảnh trong sân biến ảo. Khi hắn mở mắt thì hắn lại đã đứng trên đài đấu võ. Trên không trung, Bạch Long cực lớn nhìn xoáy vào Dương Diệp một cái, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng trắng chui vào trong lòng đất. Tiếp theo, đại biểu của mấy tông môn lớn của Trung vực dẫn đệ tử mà mình đã lựa chọn rời đi, huyền giả của các vực còn lại cũng lần lượt rời đi. Ma Kha nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh và Dương Diệp, sau đó dẫn đám người của ma tộc xoay người rời đi. Yên tâm! Ta chỉ khiến cho bọn họ ly khai một lúc mà thôi. Dương Diệp gật đầu, nói. Tiền bối có chuyện gì thì cứ nói đi. Hiểu Thiên Cơ nói. Đầu tiên, ta phải cảm ơn ngươi đã thay đổi vận mệnh của nha đầu Vũ Tịch, cũng cảm ơn ngươi đã trả giá cho nó nhiều như vậy. Hiện tại, ta muốn cảnh cáo ngươi, nha đầu đó từ nhỏ đã phải chịu khổ, mẫu thân của nó mất sớm, phải theo ta bôn ba khắp nơi. Khiến nó không thể trưởng thành một cách hạnh phúc như nữ hài tử bình thường. Ta hy vọng, người có thể đối đãi tốt với nó, chứ có phụ bạc nó. Tất nhiên rồi. Dương Diệp nói. Hiểu Thiên Cơ gật đầu, nói.
Ngươi muốn trở về Nam Vực, phải không? Dương Diệp gật đầu. Không về có được không? Hiểu Thiên Cơ nói. Coi như là vì Vũ Tịch. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không thể không về, tiền bối yên tâm, ta sẽ không để Vũ Tịch về theo ta. Hắn biết Hiểu Thiên Cơ đang lo lắng điều gì, lần này về Nam Vực, hung hiểm vạn phần, đối phương lo cho Hiểu Vũ Tịch là điều tất nhiên. Có điều hắn cũng không định dẫn Hiểu Vũ Tịch trở về Nam Vực, bởi vì lần này trở về, là giữ nhiều lành ít thật sự. Hiểu Thiên Cơ trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Ta không phải có ý này, không muốn ngươi về là vì lúc này tình huống của Nam Vực rất phức tạp, ân oán giữa các thế lực lớn đã đến lúc bùng nổ. Lúc này trở về, không nghi ngờ gì nữa là sẽ bị cua ốn vào trong cơn lốc đó. Điều này đối với ngươi mà nói là rất không ổn. Còn nữa, hiểu ra ta không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, ngươi cứu Vũ Tịch, đồng thời là vợ chồng với Vũ Tịch, tính cách của Vũ Tịch thì ngươi chắc đã rõ, nó sao có thể để cho ngươi về một mình. Nghĩ đến tính cách cứng rắn của Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp chỉ biết cười khổ, chỉ là lần này thật sự khôn xê dê thể dẫn về được. Ngươi cứu Vũ Tịch, chính là có ơn với Hiểu gia ta. Lúc này, Hiểu Thiên Cơ đột nhiên nói. Tuy Hiểu gia ta từng nói sẽ không tham dự vào tranh đấu thế lực ngoại giới, nhưng hiện giờ ngươi đối với Hiểu gia ta mà nói thì đã không phải là người ngoài, cho nên ta sẽ giúp ngươi một tay. Về phần có thể thành công cứu được mẫu thân ngươi, hóa giải nguy cơ lần này của ngươi hay không thì chỉ có thể trông vào ý trời thôi. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ nói. Đa tạ, có sự tương trợ của Hiểu Thiên Cơ, vậy lần này tỷ lệ cứu được mẫu thân không nghi ngờ gì nữa lại lớn hơn mấy phần. Làm việc tốt tự có thiện duyên, làm việc xấu ắt có ác duyên, đây là thiện duyên của ngươi. Hiểu Thiên Cơ nói. Từ ngoài mặt mà nhìn thì ngươi giống như là gây thù chuốc oán khắp nơi, làm kẻ địch với cả thế giới. Nhưng kỳ thật không phải vậy, bên cạnh ngươi có rất nhiều quý nhân, chỉ là bọn họ giống như kẻ địch của ngươi, đều xuất hiện ngoài sáng. Đây cũng là nguyên nhân mà ta không phản đối Vũ Tịch đi theo ngươi về Nam Vực. Dương Diệp nói. Tiền bối, lần này ta thật sự không muốn dẫn Vũ Tịch về theo. Ngươi chắc cũng hiểu, nếu về thì ta sẽ phải đối mặt với những gì. Hiểu Thiên Cơ cười cười, nói. Nếu ngươi có thể thuyết phục nó không đi theo ngươi thì ta tất nhiên không có dị nghị. Dứt lời, Hiểu Thiên Cơ thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, thanh âm của hắn từ xa truyền đến. Đối đãi tốt với Vũ Tịch. Một lúc sau, Dương Diệp lắc đầu, sau đó vung tay lên, Hiểu Vũ Tịch xuất hiện trong sân. Hiểu Vũ Tịch có chút ngỡ ngàng, khi nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt thoáng hiện một tia vui mừng, có điều chỉ chợt lóe rồi biến mất. Dương Diệp đi tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch, tay vuốt tóc nàng, cảm nhận sự mượt mà của những sợi tóc, nhẹ giọng nói. Từ nay về sau, nàng sẽ không bị nguyền rủa nữa. Nàng cũng có thể sống như người bình thường. Dứt lời, Dương Diệp vươn tay ôm nữ tử trước mắt vào lòng, sau đó ghé vào tai nàng ta, nói. Có thể nhìn thấy nàng tỉnh táo, thật là tốt. Lúc ban đầu, người Hiểu Vũ Tịch có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh, thân thể mềm mại đang cứng ngắc đó đã thả lỏng. Có điều hiển nhiên nàng ta có chút không thích ứng với kiểu ôm này, thế cho nên hai tay nắm chặt, không biết nên để ở đâu. Hồi lâu sau, Hiểu Vũ Tịch nói. Buông ra đi. Dương Diệp ngẩn ra, khó hiểu, nói. Vì sao, ta thích được ôm nàng như vậy? Tay ngươi không được sờ vào ta. Trong giọng nói của Hiểu Vũ Tịch mang theo một chút thẹn thùng. Nghe vậy, hai tay đang đặt lên mông Hiểu Vũ Tịch của Dương Diệp khựng lại một chút, có điều rất nhanh lại ngõ nguậy, nói. Sờ một chút có sao đâu, dù sao cũng đâu phải là chưa sờ. Dầm. Đột nhiên, Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài, ngồi phệt xuống đất. Dương Diệp có chút sững sờ, sao tự dưng lại động thủ. Lúc này đầu Dương Diệp như ngắt mạch. Lúc này, hai má Hiểu Vũ Tịch đỏ ửng, hung hăng lườm Dương Diệp. Trên tay nàng ta không biết từ khi nào đã có thêm một thanh loan đao lấp lánh đao mang chói mắt. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, có ý gì thế? Muốn mưu sát chồng à? Hiểu Vũ Tịch chậm rãi bước về phía Dương Diệp, đao mang trên loan đao càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng chói mắt. Rất nhanh, Hiểu Vũ Tịch đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó, kề đao vào cổ hắn. Hiểu Vũ Tịch chăm chú nhìn Dương Diệp, mắt của hai người chạm nhau. Hai người kề rất sát, Dương Diệp có thể ngửi thấy mùi thơm từ trên người Hiểu Vũ Tịch tỏa ra, tuy trên cổ là lưỡi dao lạnh như bằng, nhưng hắn vẫn không nhịn được có chút lòng hưu ý vượn.
Thiểu Vũ Tịch rất đẹp, sự xinh đẹp của nàng ta không thua gì bất kỳ một nữ tử nào mà Dương Diệp đã từng gặp. Ngũ quan xinh xắn, hai má trong suốt như ngọc, con mắt trong vắt như nước thu, tuy trên mặt nàng thường xuyên lộ ra vẻ lạnh như băng, nhưng lại không thể phủ nhận, nàng ta vẫn xinh đẹp phi thường, hơn nữa còn là hấp dẫn phi thường. Khác với Tô Thanh Thi lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng là đến từ trong xương tủy, bất kể là đối với ai nàng ta cũng đều lạnh lùng như vậy, giống như một khôi hàn bằng vạn năm vậy, người sông trở gân. Thiêu Vũ Tịch thì ngoài lạnh trong nóng, cái lạnh của nàng ta chỉ là ở ngoài mặt, nói một cách chính xác thì là dùng sự lạnh lùng để bảo vệ bản thân, khi tiếp xúc sâu với nàng ta, có được sự tín nhiệm của nàng ta rồi thì nàng ta sẽ vô tình để lộ ra một mặt đáng yêu đó của nàng ta. Cách Dương Diệp như vậy, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch lại đỏ, có điều khi nhìn thấy nét cười trong mắt Dương Diệp, nàng ta lại cố gắng chấn định, không lựa chọn tránh lui, ngược lại còn tiến gần về phía trước. Lúc này, nàng ta đã có thể cảm nhận được khí tức khi Dương Diệp hô hấp tỏa ra. Mặt Hiểu Vũ Tịch càng đỏ hơn, trên loan đao sớm đã không còn đao mang, lúc trước là kề trên cổ Dương Diệp, hiện tại thì thành đặt trên cổ Dương Diệp rồi. Cầm loan đao dí sát vào cổ Dương Diệp thêm một chút. Hiểu Vũ Tịch mắt không dám nhìn vào Dương Diệp. Ngươi, không cho người khi dễ ta, bằng không ta sẽ giết ngươi. Giống như là để chứng tỏ nàng ta không phải đang nói đùa, loan đao trong tay nàng ta lại dí gần cổ Dương Diệp hơn một chút, khi đã chạm vào da Dương Diệp, nàng ta lại như điện giật rụt ra sau mấy cm. Dương Diệp cười khẽ, vươn tay ra ôm lấy lưng Hiểu Vũ Tịch, nhẹ giọng nói. Vũ Tịch, chúng ta xem như là đạo lữ rồi phải không? Đạo lữ. Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch lại đỏ lên, sau đó vội vàng lắc đầu, nói. Không phải. Nhưng chúng ta đã làm chuyện mà đạo lữ nên làm. Dương Diệp nhẹ giọng nói. Ta. Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch càng đỏ hơn, giống như là có thể nhỏ ra máu vậy. Hiểu Vũ Tịch lúc này, mặt như hoa đào, khi ngượng ngùng thì xinh đẹp không tả xiết, khiến vạn vật như mất đi màu sắc. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp ngẩn ra, sau đó không kìm lòng được ôm lấy Hiểu Vũ Tịch, tiếp theo thì môi đỏ đặt lên đôi môi mê người của Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch cả người cứng đờ, từ từ, tay cầm loan đao thõng xuống. Môi Hiểu Vũ Tịch rất mềm, rất thơm, còn mang theo vị ngọt, eo Hiểu Vũ Tịch rất mềm rất nhỏ như không xương. Đặt tay lên trên căn bản là như không có lực, đương nhiên còn có một chỗ so với mấy vị trí này thì còn mềm hơn, nhỏ hơn. Không chỉ nhỏ hơn mà còn rất trơn, rất non. Dù sao cũng là ban ngày, Dương Diệp vẫn biết phải có chừng có mực, hôn Hiểu Vũ Tịch một hồi thì tách ra, khi tách ra, nhìn Hiểu Vũ Tịch hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng đỏ, Dương Diệp cười cười, lại hôn môi Hiểu Vũ Tịch mấy cái rồi sau đó giống như là biểu thị công khai chủ quyền, nói. Vũ Tịch, từ nay về sau nàng là đạo lữ của ta. Hiểu Vũ Tịch đỏ mặt, khẽ gật đầu. Biết ra mặt Hiểu Vũ Tịch rất mỏng. Có thể khiến nàng ta gật đầu đã là cực hạn rồi, Dương Diệp cũng không trêu nàng ta nữa, cười cười, sau đó ôm lấy Hiểu Vũ Tịch. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì trước kia hắn chưa bao giờ từng có loại cảm giác này. Ôm yêu tinh tần tịch nguyệt phần lớn là khao khát tình dục, ôm Tô Thanh Thi, tốt rồi, dưới tình huống tỉnh táo, hắn và Tô Thanh Thi chỉ ôm nhau có một lần, mà một lần đó thì không tới 2 giây. Dưới loại tình huống đó thì lấy đâu ra cảm giác? Dương Diệp rất thích ôm Hiểu Vũ Tịch, bởi vì như vậy, khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Trong lòng người trong lòng, Dương Diệp thầm nghĩ. Kỳ thật yêu cầu của mình thật sự đâu có cao. Dương Diệp nghĩ tới một câu, ta vốn thiện lương, chỉ trách hiện thực bức ta không thể thiện lương. Người sống ở trên đời này, luôn có rất nhiều lúc là thân bất do kỷ, có một số việc dù không thích cũng phải làm. Ở thế giới này, nếu muốn nắm giữ được vận mệnh của mình, làm việc mình muốn thì phải có thực lực. Không có thực lực thì cái gì cũng chỉ là nói mồm. Một lúc sau, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Ta sẽ có con à? Dương Diệp sửng sốt. Hiểu Vũ Tịch đỏ mặt nói. Nếu có con thì trả cho ngươi, ta không mang đâu. Dương Diệp. Có điều ta có thể dạy nó dùng đao, sau đó ngươi dạy nó dùng kiếm, nó sau này nhất định sẽ rất lợi hại. Hiểu Vũ Tịch tiếp tục đỏ mặt nói, trong thanh âm đầy vẻ thẹn thùng, nhưng nhiều hơn là xấu hổ và vui sướng, còn có một tia khao khát và mong mỏi. Nhìn vẻ khao khát và mong mỏi trong mắt Hiểu Vũ Tịch, tim Dương Diệp giống như bị thứ gì đó va trúng. Hít sâu một hơi,
Dương Diệp cúi người hôn lên trán Hiểu Vũ Tịch, ôn nhu nói. Sẽ có, chúng ta sẽ có, nhất định sẽ có. Giống như cảm nhận được tâm tình của Dương Diệp có chút khác thường, Hiểu Vũ Tịch thôi thẹn thùng, hai tay cũng ôm lấy hông Dương Diệp, tỉ sát người vào người Dương Diệp. Ta muốn về Nam Vực. Dương Diệp nói. Ta về với người. Hiểu Vũ Tịch nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Lần này trở về sẽ rất nguy hiểm. Hiểu Vũ Tịch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói. Đạo lữ không phải là nên đồng sinh công tử sao? Dương Diệp. Một lúc sau, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Nàng nói rất đúng, đạo lữ nên đồng sinh cộng tử. Ta không nên áp đặt quan niệm của mình lên người người khác, điều này đối với nàng là không công bình, tuy đây cũng là vì tốt cho nàng. Nhưng, Vũ Tịch, bản thân nàng tự có quyền chọn lựa, ta không nên cướp đoạt quyền lợi này của nàng. Hắn sở dĩ thay đổi chủ ý, chính yếu là vì phụ thân của Hiểu Vũ Tịch, cũng chính là vị cường giả siêu cấp đó sẽ theo cùng tới Nam Vực, có hắn ở đó, Hiểu Vũ Tịch không thể xảy ra chuyện. Cứ như vậy, hai người ôm nhau cho tới lúc mặt trời xuống núi. Đột nhiên, Hiểu Vũ Tịch buông Dương Diệp ra, khôi phục thần sắc trước kia của nàng ta. Dương Diệp cũng không bất ngờ, bởi vì Dạ Vẫn tới. Tất cả huynh đệ đều chuẩn bị xong rồi chứ? Dương Diệp hỏi. Dạ Vẫn gật đầu, nói. Tất cả huynh đệ toàn bộ đã ra khỏi Cổ Vực Thành, trốn ở ngoài Cổ Vực Thành. Chỉ cần kiếm chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ liền lập tức động thân giết về Nam Vực. Dương Diệp gật đầu, nói. Nam Vực gần đây thế nào rồi? Mạch nước ngầm đã tuôn trào. Dạ Vẫn trầm giọng nói. Tuy hiện tại ngoài mặt thì là gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực là mạch nước ngầm rũng động. Kiếm Tông đã bắt đầu triệu hồi tất cả đệ tử ở bên ngoài về. Kiếm Tông có thể sẽ có động tác lớn, có điều cụ thể là gì thì vẫn chưa biết. Theo Kiếm Tông triệu hồi đệ tử, Quỷ Tông và Bách Hoa Cung, còn cả Nguyên Môn cùng với Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Cung cũng bắt đầu triệu hồi đệ tử của Tông Môn mình. Đáng để nhắc tới nhất là Vương Hầu Cửu Châu của Đế Quốc Đại Tần cũng mang theo bộ đội tinh nhuệ của các châu tới Đế Đô. Nói tóm lại, Nam Vực hiện tại là mạch nước ngầm rũng động, giống như có đại sự sắp phát sinh. Hắn sở dĩ thay đờ rồi chủ ý, chính yếu là vì phụ thân của Hiểu Vũ Tịch, cũng chính là vị cường giả siêu cấp đó sẽ theo cùng tới Nam Vực, có hắn ở đó, Hiểu Vũ Tịch không thể xảy ra chuyện. Cứ như vậy, hai người ôm nhau cho tới lúc mặt trời xuống núi. Đột nhiên, Hiểu Vũ Tịch buông Dương Diệp ra, khôi phục thần sắc trước kia của nàng ta. Dương Diệp cũng không bất ngờ, bởi vì Dạ Vẫn tới. Sắp rối loạn rồi à, càng loạn thì càng tốt. Dương Diệp nói, tiếp tục phái người giám sát chặt chẽ Nam Vực. Vâng, đúng rồi, La Phong của Trung Vực đã chết chưa? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Dạ Vẫn lắc đầu, nói. Lão Lý ám sát thất bại rồi. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày. Thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa đối phương có thể triệu hồi huyền thú phi hành. Dạ Vẫn nói. Thì ra là thế, Dương Diệp gật đầu, nói. Bỏ đi. Không bận tâm tới hắn nữa. Ngươi trở về nói với các huynh đệ, bảo bọn họ dưỡng tốt tinh thần, điều chỉnh trạng thái của mình tới đỉnh phong, bởi vì rất nhanh, chúng ta có thể sẽ gặp phải một hồi chém giết đầy máu tanh. Vâng. Dứt lời, Dạ Vẫn biến mất tại chỗ. Sau khi Dạ Vẫn biến mất, cổ tay Dương Diệp khẽ động, trong tay xuất hiện nạp giới của La Phong, khi nhìn thấy vật phẩm trong đó, sắc mặt Dương Diệp lập tức trở nên quái dị. Bên trong nạp giới này có rất ít đó. Nói chính xác thì là chẳng có gì. Đá năng lượng có một chút, nhưng không tới 2 vạn viên. Còn lại, tất cả đều là yếm, quần lót xanh đỏ vàng trắng của nữ nhân, phải tới 2 vạn chiếc. Trừ những thứ này ra còn có các loại xuân cung đồ, cũng phải tới hơn vạn bức, còn có rất nhiều những bình nhỏ, cái gì trinh nữ biến thành dâm phụ. Lắc đầu, Dương Diệp bấm tay búng một cái, nạp giới chui vào trong lòng đất. Hắn không phải đồ biến thái. Tất nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú với chỗ quần áo nữ nhân này. Đúng lúc này, mặt đất dưới đài đấu võ đột nhiên rung khẽ. Thấy thế, Dương Diệp mừng lắm, không chút nghĩ ngợi kéo tay Hiểu Vũ Tịch tung người nhảy lên, nhanh chóng lao về phía mặt đất. Đối với bảo bối của Bạch Long có được, hắn thèm khát không chịu nổi. Động phủ của Bạch Long rất lớn, có thể chứa tới gần vạn người. Trong động rất rộng lớn, bốn phía có sương mù màu trắng bồng bềnh. Khi Dương Diệp nhìn thấy những sương mù màu trắng này thì tim hắn lập tức đập mạnh. Trong mắt lại tỏa ra quang mang nóng hừng hực,
Bởi vì những sương mù màu trắng này là linh khí, bởi vì linh khí quá mức nồng đậm cho nên biến thành loại sương mù thực chất này. Lúc này Dương Diệp có xung động muốn sống lâu tại đây. Linh khí. Nơi này so với tầng thứ 5 của Tiềm Long Tháp còn nồng đậm. Hơn không biết bao nhiêu lần, nếu tu luyện ở đây, nhiều nhất là một năm hắn có lòng tin sẽ để thăng tới linh giả cảnh đỉnh phong. Chỉ đáng tiếc, hắn hiện tại không thể ở đây được, điều này khiến cho trong lòng hắn rất buồn bực và rối rắm. Hiểu Vũ Tịch ở bên cạnh Dương Diệp cũng bị một màn trước mắt này khiến cho khiếp sợ, những linh khí này thật sự quá đậm đặc, không bất kỳ một nơi tu luyện nào của tông môn hoặc là thế gia có thể sánh bằng. Nơi này là thiên đường tu luyện thật sự của huyền giả. Dương Diệp và Hiểu Vũ Tịch rất khiếp sợ, nhưng Bạch Long ở phía trước hai người bọn họ thì quen rồi, giống như những sương mù màu trắng này đều là không khí vậy. Đi thôi, đồ mà ta thu thập được đều ở đằng trước. Bạch Long nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, cố nén sự khiếp sợ trong lòng, sau đó dắt tay Hiểu Vũ Tịch đuổi theo Bạch Long. Bạch Long dẫn Dương Diệp và Hiểu Vũ Tịch đi tới một góc của động phủ. Sau đó thì chỉ về phía trước nói. Đây chính là những thứ mà ta thu thập được, thứ lấp lánh sáng thì là tự sinh ra ở đây, không thể ăn được, cho nên ta bỏ hết vào đây. Đột nhiên, Bạch Long không nói gì, bởi vì nó phát hiện, lúc này Dương Diệp và Hiểu Vũ Tịch hai người hoàn toàn đứng đờ ở đó, giống như bị định thân vậy. Lúc này Dương Diệp đầu óc trống rỗng, trong ánh mắt, chỉ có cái thứ lập lòe phát sáng mà Bạch Long nói, không chỉ là hắn. Hiểu Vũ Tịch bên cạnh hắn lúc này cũng mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy gì? Ở trước mặt bọn họ là một đống đá năng lượng cực phẩm chất cao như núi nhỏ, phải chừng hơn vạn viên. Hơn vạn viên đá năng lượng cực phẩm, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ cho dù là cửu phẩm tông môn cũng không có nhiều đá năng lượng cực phẩm như vậy. Dương Diệp rốt cuộc không khống chế được bản thân nữa, lập tức xông lên ôm lấy đống đá năng lượng cực phẩm này. Những đá năng lượng cực phẩm này có thể giúp hắn tu luyện đến hoàng giả cảnh. Tóm lại, từ nay về sau, hắn không phải lo lắng và phiền não về tài nguyên tu luyện nữa rồi. Không chỉ như vậy, có những đá năng lượng cực phẩm này, hắn có thể khiến thực lực của 105 huynh đệ nhảy vọt. Tóm lại, chỗ đá năng lượng cực phẩm này có thể làm được rất nhiều chuyện. Đây không phải là đá năng lượng cực phẩm. Lúc này, thanh âm của Hiểu Vũ Tịch vang lên bên tai Dương Diệp. Không phải đá năng lượng cực phẩm á. Dương Diệp cầm lấy một khối đá năng lượng rồi nhìn. Quả nhiên hắn phát hiện đá năng lượng trong tay hắn không chỉ to hơn đá năng lượng cực phẩm một chút, mà năng lượng của nó còn đầy đủ và tinh thuần hơn. Đây là đá năng lượng siêu phẩm. Hiểu Vũ Tịch thần sắc ngưng trọng nói. Thứ này còn quý giá hy hữu hơn cả đá năng lượng cực phẩm, một viên đá năng lượng siêu phẩm tương đương với 100 viên đá năng lượng cực phẩm. Đá năng lượng siêu phẩm cho dù là cửu phẩm tông môn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Mấy thứ này ngàn vạn lần không thể để người ngoài biết, bằng không, người sẽ trở thành công địch của toàn bộ đại lục. Không phải của ta. Dương Diệp buông đá năng lượng siêu phẩm trong tay ra, nhìn Hiểu Vũ Tịch cười nói. Mà là của chúng ta, những thứ này là của chúng ta. Nghe vậy, khóe miệng Hiểu Vũ Tịch hơi cong lên, nở một vụ cười làm say đắm lòng người. Nhìn Dương Diệp. Trong ánh mắt lộ ra vẻ nhu tình, nhẹ giọng nói. Ừ, là của nhà chúng ta. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp trong lòng lại dục dịch, nếu không phải cố kỵ bên cạnh còn có Bạch Long thì hắn sớm đã ôm Hiểu Vũ Tịch vào lòng rồi khinh bạc một trận rồi. Có nén cơn say mê trong lòng, Dương Diệp tay phải vung lên, thu toàn bộ chỗ đá năng lượng siêu phẩm ở phía sau vào trong tuyển qua đan điền. Loại bảo bối này hắn cũng không dám thu vào trong nạp giới. Phải biết rằng có một số cường giả có thể nhìn thấu nạp giới. Nếu bị người ta phát hiện hắn có đá năng lượng siêu phẩm, hắn thật sự sẽ trở thành kẻ địch của cả thế giới. Ngươi muốn mấy thứ này? Lúc này, Bạch Long kinh ngạc nói. Mấy thứ này rất khó ăn. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp giật giật, ăn. Tên trước mắt này không ngờ lấy để ăn, hơn nữa còn kêu là rất khó ăn, hắn lúc này rất muốn đánh rồng. Có điều vừa nghĩ tới thực lực của con rồng này. Hắn chỉ đành cố nén suy nghĩ đáng sợ đó, nói. Mấy thứ này đối với người thì vô dụng, nhưng đối với nhân loại chúng ta thì có tác dụng không nhỏ. Ừ, thôi thế này đi, những thứ vô dụng với người thì tặng cho ta, không ngại gì chứ. Ngươi muốn thì cứ lấy hết đi. Bạch Long rất rộng rãi, nói. Phía trước còn có một số thứ,
có mấy thì ăn cũng ngon, nhưng ta ăn chán rồi. Còn có một số thứ đá cũng lấp lánh như những thứ này, tuy nhìn thì rất đẹp nhưng đều rất khó ăn, ngươi nếu thích thì cứ lấy. Đi! Dương Diệp mừng lắm, sau đó nhìn về phía góc mà Bạch Long nói, khi nhìn thấy đồ ở góc đó, hai mắt Dương Diệp lập tức trợn lên. Ở trước mặt hắn là đủ loại khoáng thạch, những khoáng thạch này rất lớn, hình dáng quái dị, có cái ảm đạm không phát sáng, vuông vắn, nhưng có một số thứ thì lấp lánh quang mang chói mắt, rực rỡ đến cực điểm. Những tảng đá với đủ loại màu sắc hình dạng phải có tới hơn vạn. Những thứ này đương nhiên không phải là đá, mà là khoáng thạch cực kỳ quý giá, vô cùng quý giá. Trừ những khoáng thạch này ra còn có thứ ăn ngon mà Bạch Long nói, khi nhìn thấy thứ ăn vào cũng ngon mà Bạch Long nói thì tim Dương Diệp càng đập nhanh hơn. Thứ đó không ngờ là linh thảo, hơn nữa còn là linh thảo trên thiên cấp hạ phẩm, thậm chí, hắn còn thấy mấy loại chỉ thấy trong sách, ví dụ như tiên linh thảo, vượt cả thiên cấp, có thể mọc thịt trên xương trắng, còn có thú cực thảo có thể khiến huyền thú dưới tôn cấp có thể trực tiếp tấn giai. Tóm lại, Dương Diệp chỉ liếc một cái đã phát hiện không dưới hơn 30 gốc linh thảo trên thiên cấp, cũng chính là linh thảo đạo cấp, một số linh thảo hắn nhận ra, nhưng phần lớn là không biết. Về phần thiên cấp thì nhiều không đếm xuể, nói chung là không dưới vạn gốc. Phát tài rồi. Nhìn tất cả những thứ ở trước mắt, Dương Diệp kích động tới mức tay cũng bắt đầu run rẩy. Dương Diệp dám thề, mấy thứ này nếu bị người ngoài biết, khẳng định sẽ làm dấy lên một hồi mưa máu gió tanh trên huyền giả đại lục, khiến cho vô số tông môn, vô số cường giả siêu cấp của huyền giả đại lục phải điên cuồng. Thậm chí cho dù là yêu vực cũng khẳng định sẽ ra tay. Không cường giả và tông môn nào có thể bỏ qua những bảo vật này. Có những bảo vật này thì có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu cường giả siêu cấp. Đặc biệt là những khoáng thạch này. Những khoáng thạch này có thể chế tạo ra bao nhiêu bộ huyền giáp huyền bảo. Tài nguyên tu luyện có, huyền giáp huyền bảo cũng có, nói cách khác, tông môn nào có được mấy thứ này tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho toàn thể đệ tử của tông môn một bước nhảy vọt. Sau khi hưng phấn và kích động, Dương Diệp bắt đầu bình tĩnh lại. Mấy thứ này tuy tốt, nhưng lại không thể cho ra ngoài ánh sáng, ít nhất thì không thể một lần để lộ quá nhiều. Bằng không mình cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Vung tay lên, Dương Diệp thu hết tất cả những vật trước mặt vào trong tiểu tuyền qua. Lúc này, Bạch Long đột nhiên nói. Nhân loại, mấy thứ này hữu dụng với ngươi à? Dương Diệp có thể nói là dụng sao? Da mặt hắn thật sự vẫn chưa dày tới mức đó. Lập tức gật đầu, nói. Rất hữu dụng, mấy thứ này đủ để giúp cho ta đi tới hoàng giả cảnh. Vậy ngươi hiện tại có thể nói là làm thế nào để dẫn ta ra khỏi sơn cốc rồi chứ? Bạch Long nói, bốn phía sơn cốc này có cấm chế cường đại, bên trong sơn cốc này ta có thể hoạt động tự do, nhưng ta nếu muốn rời khỏi sơn cốc thì sẽ kích phát cấm chế của nơi này sẽ công kích ta. Không chỉ như vậy, cường giả của các đại tông môn trấn thủ trong cổ vực thành cũng sẽ tới rất nhanh. Cho nên nếu phương pháp của ngươi không ổn thì xin lỗi, ngươi sẽ phải chết. Bởi vì nếu để những nhân loại tham lam đó phát hiện ra nơi này, tuy bọn họ tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả mọi giá cướp những thứ của ta. Tuy ta cũng không thích lắm, nhưng cũng không muốn cho đám nhân loại đáng ghét đó. Dương Diệp biết đối phương sở dĩ luôn biểu hiện hào phóng như vậy, đồng thời còn dẫn hắn tới đấy trước, cho hắn những thứ này, nguyên nhân chủ yếu không phải là đối phương tin hắn mà là đối phương tin vào thực lực của mình. Quả thật ở trong mắt đối phương thực lực của hắn chẳng khác nào một con kiến. Mặc dù có chút đả kích nhưng sự thật chính là như vậy. Nhìn thấy Dương Diệp trầm mặc, mắt rồng của Bạch Long dần dần trở nên lạnh như băng, nó không thích bị người ta đùa giỡn, đặc biệt còn là một nhân loại. Lúc này, mắt đẹp của Hiểu Vũ Tịch cũng nhìn về phía Dương Diệp, nàng ta rất hiếu kỳ Dương Diệp làm thế nào để dẫn Bạch Long này rời khỏi đây, nàng ta biết Dương Diệp có biện pháp, bằng không Dương Diệp sẽ không điều lĩnh như vậy đâu. Chỉ là nàng ta rất hiếu kỳ, biện pháp của Dương Diệp rốt cuộc là gì? Còn nhớ ước định của chúng ta lúc trước chứ? Dương Diệp nhìn Bạch Long, nói. Bạch Long gật đầu, nói. Ta sau khi ra ngoài sẽ đi theo ngươi, tạm thời nghe lời người, không tùy tiện ra ngoài. Dương Diệp gật đầu, sau đó tay phải vươn về phía trước, một luồng ánh sáng tím chiếu ra, lập tức bao phủ lấy Bạch Long. Tiếp theo, Bạch Long trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện trong tiểu tuyển qua. Hắn sở dĩ dám đáp ứng Bạch Long là dẫn nó đi, tất nhiên là bởi vì có tiểu tuyển qua. Thu Bạch Long vào tiểu tuyền qua,
cái gọi là cấm chế đó khẳng định sẽ không có hiệu quả. Dù sao cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thấy thứ gì có thể đối kháng với Tiểu Tuyền qua. Đương nhiên, hắn không phải không nghĩ tới vấn đề Bạch Long liệu có cổ cướp Tiểu Tuyền qua hay không, nếu là trước đây thì cho dù không cần đả thủ siêu cấp này, không cần những bảo vật này, hắn cũng sẽ không để Bạch Long biết về tồn tại của Tiểu Tuyền qua. Nhưng hiện tại, sau khi biết được trong Tiểu Tuyền qua có tiểu cô nương khủng bố siêu cấp đó thì hắn tất nhiên không sợ gì cả. Sự khủng bố của tiểu cô nương hắn đã chính mắt nhìn thấy, cộng với sự thần bí và khủng bố của Tiểu Tuyền qua, trừ khi Tiểu Tuyền qua tự nguyện từ bỏ hắn, rời khỏi hắn, người khác nếu muốn cố cướp, đặc biệt là cướp khi ở trong Tiểu Tuyền qua thì không nghi ngờ gì nữa là tìm chết, cho dù Bạch Long này là cường giả hoàng cấp. Bạch Long sau khi tiến vào Tiểu Tuyền qua thì đầu tiên là ngẩn người, sau đó thì mừng như điên. Không ngừng lăn lộn trong Tiểu Tuyền qua, rất nhanh, Tiểu Tuyền qua tựa hồ không nhịn được nữa. Một đạo khí tức khủng bố bắn về phía Bạch Long. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, Bạch Long kia giống như những huyền thú trước đây, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Trong lòng Dương Diệp lúc này như nước chảy cuồn cuộn, bởi vì hắn phát hiện, Tiểu Tuyền qua này tựa hồ còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của hắn. Ông trời ơi, Bạch Long này là hoàng cấp, nhưng mà đối mặt với Tiểu Tuyền qua vẫn phải lộ ra loại vẻ mặt kinh sợ này, Tiểu Tuyền qua này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao ngay cả cường giả hoàng cấp cũng phải kiêng kỵ nó? Bất kể là thế nào, đây chung quy vẫn là chuyện tốt. Lúc trước hắn còn lo Tiểu Tuyền qua không thể làm Bạch Long kinh sợ, hiện tại xem ra hắn là nghĩ nhiều rồi. Ngươi đã thu nó vào nơi đó à? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu, đối với Hiểu Vũ Tịch, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm gì. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, sau đó không nói gì. Dương Diệp đi tới bên cạnh Hiểu Vũ Tịch, vươn tay ra nắm lấy tay Hiểu Vũ Tịch, nhẹ giọng nói. Sao nàng không hỏi nơi đó là nơi nào? Hắn rất hiếu kỳ, bởi vì theo lý mà nói, Hiểu Vũ Tịch hẳn là rất hiếu kỳ mới đúng, nhưng Hiểu Vũ Tịch lại không hỏi, điều này khiến cho hắn rất nghi hoặc. Đó là bí mật của ngươi. Hiểu Vũ Tịch cũng nắm chặt tay Dương Diệp, nhẹ giọng nói. Ngươi nếu nguyện ý nói cho ta biết thì sẽ chủ động nói cho ta biết. Nếu không muốn thì ta hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Dương Diệp có chút cảm động, nắm thật chặt tay Hiểu Vũ Tịch, nói. Ta lúc trước đưa nàng vào đó là đã nghĩ sẽ không giấu nàng rồi. Sở dĩ không chủ động nói với nàng là vì ta cũng không rõ nó rốt cuộc một tồn tại gì. Chỉ biết là nó ở trong thân thể ta, không có ác ý với ta, ngoài ra thì ta hoàn toàn không biết gì nữa cả. Ngươi không cần giải thích. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, nhẹ giọng nói. Ta nếu đã tin ngươi thì cho dù ngươi nói dối thì ta cũng sẽ tin ngươi, nếu không tin ngươi, cho dù ngươi nói thật thì ta cũng không tin. Dương Diệp ngẩn ra, sau khi phục hồi lại tinh thần thì trong lòng ngọt ngào lắm, giống như được phết mật vậy. Thì ra cảm giác được người ta tín nhiệm, đặc biệt là được người mình yêu tín nhiệm thì thích đến vậy. Tiếc những linh khí nồng đậm này quá. Nhìn những luồng không khí màu trắng ngả bốn phía, trong mắt Hiểu Vũ Tịch hiện lên vẻ tiếc nuối khó có thể che giấu. Linh khí ở nơi này thật sự là quá nồng đậm đến mức đã thực chất hóa. Nếu tu luyện ở đây, nàng ta nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ trùng kích cảnh giới tôn giả. Nhìn những luồng không khí màu trắng chung quanh, Dương Diệp trầm ngâm, sau đó Tiểu Tuyền qua trong cơ thể bắt đầu từ từ vận chuyển, theo sự xoay tròn của Tiểu Tuyền qua, rất nhanh, Dương Diệp kinh hỉ phát hiện, luồng không khí màu trắng ngả chung quanh lập tức ùa vào trong cơ thể hắn, sau khi luồng không khí màu trắng này tiến vào trong cơ thể. Không bị tiêu hóa mà ngược lại bồng bềnh trôi trong Tiểu Tuyền qua. Dần dần, tốc độ xoay tròn của Tiểu Tuyền qua trở nên nhanh hơn, luồng không khí màu trắng ngả chung quanh Dương Diệp điện cuồng ùa về phía Dương Diệp, không đến một khắc, không gian của Tiểu Tuyền qua trong cơ thể Dương Diệp đã bị những luồng không khí màu trắng này lấp đầy, toàn bộ không gian của Tiểu Tuyền qua đều có những luồng không khí màu trắng ngả trôi lơ lửng. Giống như ở động phủ của Bạch Long, những luồng không khí màu trắng này không tiêu tán. Nhìn thấy luồng không khí màu trắng trong không gian của Tiểu Tuyền qua, Dương Diệp lần này thật sự kích động vô cùng, bởi vì từ nay về sau, không gian của Tiểu Tuyền qua sẽ tương đương với một động tiên, bất kể là huyền thú hay là người, nếu tu luyện ở bên trong đều có thể đề thăng rất nhanh. Mà bản thân hắn cũng vậy, từ nay về sau, hắn đi đến đâu cũng không phải lo lắng tới vấn đề linh khí nữa. Ở bên cạnh, Hiểu Vũ Tịch kinh ngạc nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Đúng vậy. Nàng ta lúc này đang vô cùng khiếp sợ,
bởi vì Dương Diệp không ngờ có thể hút hết những linh khí này, đây là điều rất không bình thường. Nàng ta rất hiếu kỳ, cũng rất nghi hoặc, có điều chung quy vẫn không mở miệng hỏi. Đối với nơi thần bí mà nàng ta từng ở trước đây, nàng ta sẽ không hỏi. Bởi vì nhiều người biết lai lịch của thứ đó thì Dương Diệp sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Phu tịch, sau này nàng và tiểu gia hỏa tu luyện ở đây đi. Dương Diệp cười nói. Hiểu Vũ Tịch và tiểu gia hỏa nếu tu luyện ở bên trong, khẳng định có thể đề thăng thực lực trên diện rộng. Đặc biệt là tiểu gia hỏa, hắn đã cảm giác được, tiểu gia hỏa tựa hồ sắp tỉnh. Vết thương lúc trước của tiểu gia hỏa kỳ thật sớm đã được chữa khỏi rồi, sở dĩ chưa tỉnh chỉ sợ là thực lực của tiểu gia hỏa lại sắp đề thăng. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, sau đó gật đầu. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày, nói đến tiểu gia hỏa, hắn cũng nhớ tới một chuyện. Đó chính là phược tiên thằng mà Mục Quân lúc trước đã dùng. Uy lực của phược tiên thằng đó hắn đã chính mắt nhìn thấy, ngay cả tiểu gia hỏa cũng bị nó khống chế, đủ thấy nó khủng bố cỡ nào. Chỉ là lúc trước trong nạp giới của Mục Quân, hắn không nhìn thấy phược tiên thằng này mà. Chẳng lẽ là ở trên người Mục Quân? Nghĩ vậy, Dương Diệp phung tay lên, kiếm linh của vỏ kiếm cổ xuất hiện trong sân. Dương Diệp cũng không khách sáo với đối phương, nói luôn. Thả Mục Quân đó ra đi. Hắn không đưa Mục Quân và Mạc Khinh Ngữ vào thiếu tuyển qua, đối với kiếm linh của vỏ kiếm cổ này hắn vẫn có chút lo lắng. Sau khi bảo kiếm linh thả Mục Quân ra, Dương Diệp trực tiếp hỏi. Phước tiên thằng ngươi để ở đâu rồi? Bởi vì nguyên nhân của khống hồn thuật, Mục Quân tất nhiên thành thật khai báo. Hồi bẩm chủ nhân, ở trên lưng kiếm. Nói xong, hắn đọc thầm mấy câu, lập tức. Ở trên lưng Mục Quân hiện ra một sợi dây thừng màu vàng. Thì ra là ở trên người Mục Quân này, Dương Diệp vẫy tay một cái, phược tiên thằng lập tức bay đến tay hắn, nhìn phược tiên thằng không biết dùng chất liệu gì tạo thành chân NHG tay, Dương Diệp không khỏi mỉm cười. Thứ này chính là một bảo bối tốt, đối địch với người khác, nếu ném về phía đối phương không cản được vậy thì tuyệt đối sơ rẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa. Tóm lại là lại có thêm một kiện bảo bối. Hắn sao có thể không vui? Hiểu Vũ Tịch nhìn Mục Quân một cái, sau đó nói. Hắn tựa hồ bị ngươi dùng một loại bí thuật thần bí khống chế. Ngươi tốt nhất hãy thay đổi hình dáng của hắn đi, bằng không nếu để người của đế quốc đỉnh hãn biết được, bọn họ quyết sẽ không để thái tử của nước mình trở thành khôi lỗi của người khác đâu. Nghe vậy, Dương Diệp thôi cười, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời trong lòng cũng giật thót. Từ trước tới giờ hắn tựa hồ quên mất thế lực sau lưng Mạc Khinh Ngữ và Mục Quân này, thế lực sau lưng hai người này là loại tồn tại so với tông môn như Nguyên Môn còn cường hãn hơn đó. Cũng may được Hiểu Vũ Tịch nhắc nhở, bằng không sau này có thể gặp đại phiền toái rồi. Nhìn Mục Quân một cái, Dương Diệp thầm nghĩ. Xem ra sau khi rời khỏi đây, phải thay đổi hình dạng cho người này và Mạc Khinh Ngữ mới được. Nhìn bốn phía, thấy chung quanh lúc này đã triệt để trống không. Dương Diệp không nán lại nữa, dắt tay Hiểu Vũ Tịch rời khỏi động phủ của Bạch Long. Sau khi lên tới mặt đất, nhìn tỏa ra bốn phía xung quanh, thấy không có gì lạ thì lập tức phóng ra cửu U Hàn Phong, ôm Hiểu Vũ Tịch bay tới cổ vực thành. Dương Diệp và Hiểu Vũ Tịch vừa đi, vị trí mà Dương Diệp Hiểu Thiên Cơ đứng, Hiểu Thiên Cơ bỗng nhiên xuất hiện, nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, Hiểu Thiên Cơ chậm rãi lắc đầu, nói. Người trẻ tuổi đúng là hay sơ suất. Nói xong. Thân hình biến mất tại chỗ một cách quỷ dị, ngay sau đó bên trong sơn cốc truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên một vách núi, Hiểu Thiên Cơ bồng bềnh đứng đó, nhìn thi thể của lão già trên vách núi, từ từ lắc đầu, nói. Lòng tham quấy phá, nếu ngươi ngay từ đầu lựa chọn lập tức thông chi cho tên gia hỏa ở cổ vực thành thì ngươi sẽ không chết. Đáng tiếc, để đạt được lợi ích, ngươi không làm vậy, cho nên ngươi phải chết. Nói xong, vung tay lên. Thi thể của lão già lập tức hóa thành một đống bột phấn. Chấm. Ngoài cổ vực thành, Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch, nói. Vũ Tịch, nàng đi vào trong không gian đó đi, nguyền rủa trên người nàng vừa được tiêu trừ, cần đề thăng cảnh giới để gia tăng thọ mệnh. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, nhẹ giọng nói. Ta nếu muốn ra thì phải tùy thời để ta ra. Nàng ta vẫn lo khi gặp phải nguy hiểm, Dương Diệp sẽ không cho nàng ta ra. Một mình tự đối mặt. Dương Diệp gật đầu, nói. Yên tâm, có việc gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt. Lúc này Hiểu Vũ Tịch mới gật đầu. Thấy thế, Dương Diệp không do dự nữa, vung tay lên, ánh sáng tím lóe lên,
Thu Hiểu Vũ Tịch vào trong tiểu tuyền qua. Sau khi Thu Hiểu Vũ Tịch vào tiểu tuyền qua, Dương Diệp xoay người đi về phía cổ vực thành. Sắp về Nam vực rồi, hắn đương nhiên phải chuẩn bị. Phải biết rằng, lần này trở về, trên đường đi có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Cho nên hắn chuẩn bị tới cổ vực thành kiếm một số trang bị cực phẩm cho 105 sát thủ đó. Dù sao hiện tại hắn cũng rất nhiều tiền. Có điều lúc này trong lòng hắn vẫn có chút thấp thỏm, bởi vì lần này về cổ vực thành, trừ kiếm trang bị ra thì còn có một nguyên nhân, đó chính là gặp An Bích như một lần. Tuy mọi người quen biết không sâu, nhưng dù sao cũng từng phát sinh quan hệ, muốn hắn coi như là chưa có gì xảy ra, cứ vậy quên nữ tử này đi thì hắn không làm được. Cho nên, lần này trừ kiếm trang bị thì cũng là tới để gặp đối phương một lần cuối cùng. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới tụ bảo trai. Tiếp đãi Dương Diệp không phải là An Bích Như, mà là một nữ quản sự của tụ bảo trai, tên là Đới Tiểu Nguyệt. Phu nhân nói, Dương công tử nếu không có chuyện gì thì xin đi đi. Ngữ khí của Đới Tiểu Nguyệt vô cùng khách khí, tuy là đang hạ lệnh đuổi khách, nhưng giọng nói ôn nhu của nàng ta lại khiến cho người ta không hề có cảm giác tức giận. Đới Tiểu Nguyệt đương nhiên không dám đắc tội với Dương Diệp, phải biết rằng, lúc trước hai nha hoàn bên cạnh An Bích Như chính là vì đắc tội với Dương Diệp mà biến mất từ đó. Thân phận và địa vị của tuy nàng cao hơn hai nha hoàn kia rất nhiều nhưng nàng ta vẫn không muốn thử, chỉ có người ngu xuẩn mới tự dung vô duyên vô cớ tìm tới một kẻ địch cho mình. Nghe vậy trong lòng Dương Diệp hơi có chút thất vọng, trong lòng thầm cười tự giễu, nếu đối phương đã tỏ ý không muốn có bất kỳ dính dáng gì tới mình thì mình việc gì cứ phải dây dưa ở đây, khiến người ta ghét thêm. Nghĩ đến đây, Dương Diệp gật đầu, nói, nếu An phu nhân không muốn gặp ta thì thôi, ta lần này đến là có việc, đó chính là muốn mua một số huyền giáo và huyền bảo của quý trai. Không biết đới quản sự có thể làm chủ không, nếu không thế, vậy ta chỉ có thể tới An gia ở thành Bắc. Đới Tiểu Nguyệt trầm ngâm một thoáng rồi nói, không biết Dương công tử muốn mua huyền bảo gì, nếu số lượng ít thì Tiểu Nguyệt có thể làm chủ. Nếu nhiều thì Tiểu Nguyệt phải xin chỉ thị của phu nhân. Dương Diệp nói, rất nhiều, hơn nữa thấp nhất cũng không được là địa cấp trung phẩm. Đới Tiểu Nguyệt cười khổ, nói, vậy Tiểu Nguyệt chỉ có thể đi ích đanh chỉ thị của phu nhân, xin Dương công tử chờ một lát. Nói xong, Đới Tiểu Nguyệt xoay người muốn đi thì đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gọi đối phương lại, Đới Tiểu Nguyệt xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương công tử còn có chuyện gì nữa à? Dương Diệp trầm mặc một thoáng, sau đó lắc đầu, nói, không có chuyện gì. Vốn định bảo nữ tử trước mắt này truyền lời cho An Bích Như, nhưng nghĩ lại thì thôi hay là bỏ đi. Vẫn là câu đó, nếu đối phương không muốn có liên quan tới hắn, hắn nếu cứ dây dưa thì chỉ tổ làm đối phương ghét thêm. Đới Tiểu Nguyệt nhìn Dương Diệp một cái, hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong đại sảnh, Dương Diệp trầm mặc, nói thật, lúc này trong lòng hắn rất chua xót. Hắn tới đây, cũng không phải mang hy vọng xa vời gì. Hắn biết, thực lực của đối phương hơn xa hắn, gia thế cũng hơn xa hắn, bất kể là nhìn từ góc độ nào thì hắn dường như cũng không bằng đối phương. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn lợi dụng đối phương, hoặc là lợi dụng thế lực của đối phương để giúp hắn. Tới đây chỉ là muốn chào tạm biệt đối phương mà thôi. Bởi vì lần này sau khi về Nam vực có thể sẽ không còn gặp lại được nhau nữa. Không biết qua bao lâu, vẫn chưa có ai tới. Dương Diệp lắc đầu, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một nữ tử áo đen quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Toàn thân nữ tử được phủ trong áo choàng màu đen, không nhìn rõ diện mạo. Nếu không phải đối phương lên tiếng thì chỉ sợ ngay cả là nam hay nữ cũng không nhìn ra được. Người muốn mua huyền bảo. Giọng nói của nữ tử rất lạnh lùng, khiến cho người nghe có một loại cảm giác rất khó chịu. Dương Diệp gật đầu, nói. Cần rất nhiều. Người có tài lực đó chứ? Nữ tử nói. Không có thì ta đã không đến. Dương Diệp nói. Ta không tin. Dương Diệp nhún nhún vai, sau đó nói. Vậy ta ngươi và ta phải tới An gia ở thành Bắc rồi. Sở dĩ muốn làm ăn với đối phương, đơn giản là niệm tình lúc trước An Bích Như đã giúp hắn. Nhưng đối phương nếu không muốn, hắn tất nhiên không rảnh dùng mặt nóng áp vào mông lạnh của đối phương, Dương Diệp hắn không phạm tiện tới mức đó. Không do dự, Dương Diệp xoay người đi về phía cửa trước. Khi hắn bước ra cửa, nữ tử áo đen lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nữ tử áo đen không nói gì, cứ vậy nhìn Dương Diệp.
Dương Diệp biết, đối phương là đang nhìn hắn, hơn nữa ánh mắt rất bất thiện, bởi vì hắn từ trên người đối phương cảm nhận được ác ý ngập tràn. Nếu không phải là vì nàng ta thì ta sớm đã giết ngươi rồi. Nữ tử áo đen lạnh giọng nói, tay trong ống tay áo màu đen từ từ nắm chặt lại. Ngươi quả thật có thể giết được ta. Dương Diệp không nói những lời ác khẩu, hắn cũng muốn đó, nhưng đáng tiếc, hắn lúc này không có cái vốn đó. Đối phương muốn giết hắn, hắn thật sự không có cách nào ngăn cản. Trừ khi Mạc Lão lúc nào cũng đi sát theo hắn, bằng không, muốn ngăn cản sự ám sát của nữ nhân trước mắt này cho dù có Bạch Long cũng không được. Một huyền giả linh giả cảnh như hắn chịu nhận thua một cường giả hoàng giả cảnh thì mất mặt lắm à. Theo Dương Diệp, đây là không phải là mất mặt, lúc này mà nói những lời ác độc hoặc là kiêu ngạo vậy thì là đầu nở hoa, thuần túy là tự tìm ngược đãi. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, nữ tử áo đen tay nắm thật chặt, không động thủ, mà sau khi nắm chặt thì lại thả lỏng ra. Nàng ta quả thật muốn giáo huấn Dương Diệp một chút, nàng ta sở dĩ nói vậy chính là muốn Dương Diệp nói những lời ác khẩu, sau đó thì cho nàng ta một lý do đánh người, bởi vì như vậy thì người đó sẽ không thể phản đối. Đáng tiếc Dương Diệp không cho nàng ta cái cớ và lý do đó, nhận thua một cách rất tự nhiên. Khiến trong lòng nàng ta có chút buồn bực. Một lúc sau, nữ tử áo đen nói. Đi theo ta. Dương Diệp nhún vai, sau đó đi theo. Nữ tử áo đen dẫn Dương Diệp tới một mật thất rộng lớn, theo Dương Diệp ước đoán thì gian mật thất này chỉ sợ có thể ở lại chứa mấy vạn người. Ở trong mật thất này có rất nhiều phòng nhỏ, trên phòng nhỏ có ghi rõ bên trong chứa gì. Nhìn biển tên trên phòng, Dương Diệp trong lòng rung động. Đúng vậy, bị tài phú của Angerdia làm cho rung động. Dương Diệp dám thề, cho dù là tất cả tài sản của 6 thế lực lớn của Nam vực cộng lại thì cũng không bằng được An gia này. Bởi vì chỉ phòng cứ huyền bảo và công pháp cùng huyền kỹ thiên cấp thôi cũng có tới cả trăm phòng. Mà địa cấp thì càng nhiều không đếm xuể, dưới địa cấp, không, nhìn một lượt, Dương Diệp không phát hiện có dưới địa cấp. Cái gì gọi là phú khả địch quốc, chính là cái này chứ đâu. Lúc này, nếu không phải bên cạnh có sát thủ siêu cấp, Dương Diệp cũng không nhịn được muốn ra tay cướp bóc một trận rồi. Đây là tất cả bảo vật của An gia hà, tất cả những gì tốt nhất đều ở đây sao? Dương Diệp nói, thứ tốt thật sự không ở đây, có điều, người không có năng lực mua được. Nữ tử áo đen hờ hững nói, bị coi thường rồi, Dương Diệp cũng không thèm để ý. Dù sao hắn cũng không định mua những thứ tốt hơn, bởi vì như thế không thực tế. Hơn nữa cho dù có đồ tốt hơn thiên cấp thì hắn cũng không dám cho những sát thủ đó dùng. Phải biết rằng, bảo vật đạo cấp sẽ khiến những cường giả siêu cấp tức giận. Chọn đi, chỉ cần ngươi có tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nữ tử hờ hững nói. Dương Diệp do dự một thoáng rồi sau đó nói. Ta muốn hỏi một chút, có đồ thích hợp cho sát thủ không? Chỉ cần là thích hợp cho sát thủ dùng ta đều muốn, về chuyện giá cả, người không cần phải lo, ta nếu đã dám tới đây thì tất nhiên là phải có tiền. Nữ tử áo đen nhìn Dương Diệp, sau đó lập tức đi tới cửa một gian phòng, thuận tay vẫy một cái, 8 bộ huyền bảo màu đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là bộ đồ u linh, phân biệt là áo choàng, 2 cầu vai, bao cổ tay, giáp trong, giày. Mỗi một kiện đều là thiên cấp hạ phẩm. Mỗi một kiện đều có đều minh văn của thiên phù sư gia trì. 8 kiện tổ hợp với nhau thì có thể kích phát thân pháp huyền kỹ, trùng thứ thiên cấp hạ phẩm của phù văn sư khác bên trên. Huyền kỹ hạ phẩm, trùng thứ. Nghe thấy giới thiệu của nữ tử áo đen, Dương Diệp đã động lòng. Có thể trong nháy mắt để thăng tốc độ lên gấp đôi. Nữ tử áo đen lạnh nhạt nói. Không chỉ thế, bộ đồ u linh này còn có hiệu quả che giấu khí tức, không cần cố ý che giấu. Nó cũng có thể ngăn cách khí tức trên thân người không bi lộ ra ngoài. Tóm lại bộ u linh này chính là được tạo ra chuyện cho sát thủ. Tốt, cho ta 200 bộ. Dương Diệp rất hưng phấn, nếu cho 105 vị huynh đệ mặc vào bộ đồ này, vậy thì thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể tăng vọt, giết người vượt giai không phải là nằm mộng nói si. Dương Diệp trong hưng phấn hồn nhiên không để ý lúc này tay phải của nữ tử áo đen đang nắm chặt. 200 bộ, lúc này nữ tử áo đen thật sự muốn giết người. 200 bộ u linh, đó là khái niệm gì? Mỗi một kiện đều là thiên cấp hạ phẩm, 200 bộ chính là 1.600 kiện huyền bảo thiên cấp hạ phẩm đó. 1.600 kiện thiên cấp hạ phẩm, hắn tưởng bộ đồ u linh này là huyền bảo hoàng cấp à? Tay phải vung lên,
nữ tử áo đen cất bộ đồ u linh vào trong phòng, sau đó xoay người bước ra cửa. Nàng ta cảm thấy, nàng ta nếu tiếp tục ở đây thì sẽ không nhịn được mà giết người. Thằng ôn trước mắt này căn bản không phải đến để mua đồ mà hắn căn bản chính là đến để quấy rối. Bởi vì giá của 1.600 kiện huyền bảo thiên cấp cho dù là một cửu phẩm tông môn chỉ sợ cũng không thể dễ dàng mua nổi. Mà Dương Diệp chỉ có một mình, hơn nữa trên tư liệu có ghi rõ còn là một kẻ nghèo vô cùng. Hắn lấy gì ra để mua? Nữ tử áo đen cảm thấy, đừng nói 1.600 kiện, cho dù là một kiện hắn cũng không mua nổi. Ngay khi nữ tử áo đen muốn đi ra khỏi cửa, đột nhiên giọng nói của Dương Diệp vang lên sau lưng nàng ta. Không biết thứ này có thể đổi một bộ đồ u linh hay không? Nữ tử áo đen khựng lại, xoay người, khi nhìn thấy thứ trên tay Dương Diệp thì nữ tử áo đen trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đá năng lượng siêu phẩm. Trong thanh âm của nữ tử áo đen mang theo vẻ khiếp sợ, giống như không dám chắc chắn, tay phải nàng ta vung lên. Viên đá năng lượng siêu phẩm trong tay Dương Diệp bay vào tay nàng ta, cảm nhận được năng lượng tinh thuần ẩn chứa bên trong viên đá năng lượng siêu phẩm đang sáng lấp lánh đó, lần này nàng ta đã xác định, đây thật sự là đá năng lượng siêu phẩm. Ngươi vì sao có đá năng lượng siêu phẩm này? Ngươi còn có bao nhiêu nữa? Nữ tử áo đen trầm giọng hỏi, đá năng lượng siêu phẩm này tuy rất quý giá, nhưng An gia không phải là không có, nàng ta sở dĩ khiếp sợ. Mà là vì năng lượng ẩn chứa trong đa năng lượng siêu phẩm. Này so với bất kỳ đá năng lượng siêu phẩm mà nàng ta từng chứng kiến thì nồng đậm và tinh thuần hơn nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng ta rất nghi hoặc Dương Diệp vì sao lại có loại đá năng lượng siêu phẩm này. Cực phẩm bình, thường đều chỉ tồn tại ở thế gia siêu cấp và các đại tông môn. Đá năng lượng cực phẩm có lẽ một số tán tu sẽ có, nhưng siêu phẩm thì trên cơ bản là không thể. Nếu Dương Diệp là cường giả hoàng giả cảnh, có đá năng lượng siêu phẩm này thì nàng ta cũng không bất ngờ, nhưng Dương Diệp chỉ là một huyền giả linh giả cảnh thôi mà. Không thể phụng cáo, ngươi chỉ nói đá năng lượng siêu phẩm này có thể đổi được bộ đồ u linh hay không thôi. Na, Dương Diệp đương nhiên sẽ không nói với đối phương đá năng lượng siêu phẩm này là có được từ đâu, lấy ra thứ này không phải là hắn tin đối phương mà thật sự là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì lúc này, hắn rất cần mấy thứ này, có mấy thứ này rồi, tính mạng của 105 vị huynh đệ đó của hắn sẽ có thêm mấy phần bảo đảm. Bằng không, hắn nhất quyết sẽ không lấy ra đá năng lượng siêu phẩm. Nữ tử áo đen trầm mặc một hồi, nói. Tuy một viên đá năng lượng siêu phẩm chân quý, nhưng muốn đổi lấy cả bộ u linh thì không nghi ngờ gì nữa là không thể. Nói đến đây, nữ tử áo đen dừng một chút, lại nói. Trừ khi ngươi có nhiều hơn. Nghe vậy, Dương Diệp dùng mình, một câu cuối cùng này của đối phương đã khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm không tên. Đá năng lượng siêu phẩm này dù là cường giả hoàng giả cảnh cũng phải động tâm. Nếu lộ ra quá nhiều, nữ nhân trước mắt này sẽ giết người đoạt bảo thì mình lấy cái gì ra mà ngăn cản. Nghĩ vậy, Dương Diệp đã có quyết định. Dương Diệp lắc đầu, nói. Rất xin lỗi, không có nữa. Nếu không thể đổi vậy ta xin cáo từ. Nói xong. Dương Diệp xoay người bước đi, tuy hắn động lòng với bộ đồ u linh, nhưng giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Đi được hai bước, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì An Bích Như không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này An Bích Như thần sắc lạnh lùng, khi nhìn hắn thì vê trong má với vẫn bình tĩnh như nước, không có lấy một gợn sóng, giống như hắn là một người xa lạ vậy. Năm viên đá năng lượng siêu phẩm đổi lấy một bộ đồ u linh. Người có bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm thì ta sẽ có bấy nhiêu bộ đồ u linh. An Bích Như lạnh giọng nói. Ta muốn 200 bộ. Dương Diệp không khách sáo với đối phương, hoặc là dây dưa làm gì. An Bích Như nhìn nữ tử áo đen một cái, người sau khẽ gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Trong sân chỉ còn lại hai người, Dương Diệp trầm mặc, An Bích Như cũng trầm mặc, không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Chuyện hôm đó thật sự là xin lỗi. Dương Diệp cảm thấy mình nên nói lời xin lỗi, dù sao lúc ấy là hắn xâm phạm đối phương, tuy đó là do máu của chân long gây ra, nhưng bất kể như thế nào cũng là hắn xâm phạm đối phương. Nam nhân, không sợ phạm sai lầm, nhưng đã phạm sai lầm thì phải nhận trách nhiệm và thừa nhận. Ngươi cảm thấy một câu xin lỗi là có thể xong chuyện à? An Bích Như nhìn thẳng vào Dương Diệp, thanh âm lạnh như băng. Dương Diệp trầm mặc một lúc rồi nói. Ta chưa từng nói là sẽ lấy cái gì để đền bù cho ngươi, bởi vì ta biết,
bất kỳ thứ gì cũng không thể bù đắp được. Dùng đồ vật để bù đắp là vũ nhục ngươi. Ta sắp về Nam Vực, lần này trở về, không biết còn có cơ hội tới chiến trường cổ nữa hay không. Ta có thể hứa, nếu ta đến lúc đó còn sống, tất sẽ đến chiến trường cổ, chúng ta sẽ giải quyết, thế nào? Việc ngày đó người sai chung quy vẫn là hắn, hắn không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng lúc này hắn lại không thể giải quyết với đối phương. Bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. An Bích Như nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp đứng đối diện với đối phương. Một lúc sau, An Bích Như giống như không chịu nổi ánh mắt của Dương Diệp, di rời ánh mắt nói. Nhớ kỹ những lời người nói với ta lúc này. Đương nhiên, lúc này nữ tử áo đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, một cái nạp giới đen xì xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn lướt qua thứ trong nạp giới, Dương Diệp mừng lắm, đồng thời trong lòng cũng than thầm An gia này đúng là tài đại khí thô, bởi vì bên trong không nhiều không ít vừa vặn có 200 bộ đồ u linh. 200 bộ, mỗi một kiện đều là thiên cấp hạ phẩm, An gia này đưa ra một cách thoải mái như vậy, tài lực này chỉ sợ cho dù là một số cửu phẩm tông môn cũng khó có thể làm được. Dương Diệp cũng không lằng nhằng, tay phải vung lên, 1000 viên đá năng lượng siêu phẩm xuất hiện trước mặt hai người. Hắn không tin nữ tử áo đen này, nhưng đối với An Bích Như thì hắn vẫn có niềm tin. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, đối phương không muốn giết hắn, hoặc là muốn hại hắn. Nếu đối phương thực sự có suy nghĩ này thì hắn trước đó đã chết rồi. An Bích Như và nữ tử áo đen xem như cũng là người từng trải đời nhiều, nhưng khi nhìn thấy 1000 viên đá năng lượng siêu phẩm thì hai người vẫn khiếp sợ không thôi. 1000 viên đá năng lượng siêu phẩm, chỉ sợ cho dù là cửu phẩm tông môn cũng không thể lấy ra được nhiều như vậy. Mà Dương Diệp này thì thuận tay một cái là lấy ra được. Hắn rốt cuộc là từ đâu có được những đá năng lượng siêu phẩm này. Hai người trong lòng rất nghi hoặc. Hai người nhìn Dương Diệp, đều trầm mặc. Tuy họ đã có tất cả tư liệu về Dương Diệp, nhưng lúc này họ vẫn cảm thấy họ như mới chỉ vừa quen Dương Diệp. Đặc biệt là An Bích Như, loại cảm giác đó vô cùng mãnh liệt. Với chút thực lực và thế lực của ngươi, trở về Nam Vực là cửu tử nhất sinh. An Bích Như đột nhiên nói. Nam Vực, giống như là một ngọn núi lửa đã đến thời điểm bùng nổ, chỉ cần một tia lửa là tòa núi lửa này sẽ triệt để bùng nổ. Thân ở trung tâm tòa núi lửa, thậm chí là chung quanh đều có thể sẽ bị đốt thành cho tàn, ngươi có biết không? An Bích Như lúc này cũng không hiểu rõ tâm cảnh của mình, nàng ta không hiểu nàng ta vì sao muốn nói câu này. Hận Dương Diệp à, hay là không hận hắn? Nàng ta không biết, bởi vì nàng ta chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Đối với vấn đề này, nàng ta có thể nói là vẫn đang trốn tránh. Trước kia trốn tránh, hiện tại vẫn đang trốn tránh, thậm chí là sau này có thể cũng vẫn sẽ trốn tránh. Dương Diệp có chút bất ngờ, những lời này của đối phương là mang theo vẻ quan tâm, trong lòng hắn hơi ấm lên, nói. Ta đương nhiên minh bạch lần này ta trở về sẽ phải đối mặt với những gì. Nhưng ta không thể không trở về, nơi đó, có người thân nhất của ta. Lần này... Nếu không thể cứu được bà ta, vậy thì sẽ giết cho long trời lở đất đi. Mẫu thân ngươi à? An Bích Như hỏi. Dương Diệp gật đầu. An Bích Như trầm mặc. Nàng ta biết, việc Dương Diệp về Nam Vực không ai có thể khuyên can được. Có điều nàng ta vẫn không muốn bỏ cuộc, nói. Nội tình của Bách Hoa Cung người lúc này thật sự là không thể đối kháng. Cường giả hoàng giả cảnh của bọn họ có 2 vị, cường giả tôn giả cảnh thì đang hơn 10 vị. Mà cường giả trừ linh giả cảnh trở xuống thì lại nhiều không đếm xuể. Còn ngươi, ngươi có cái gì? Dương Diệp cười khẽ, hắn có cái gì à? Hắn đương nhiên là có con bài chưa lật và tính toán của mình, hắn không ngốc đến mức về Nam Vực chịu chết. Ngươi là muốn dựa vào tiểu cô nương kia? An Bích Như trầm giọng hỏi. Nếu có thể thì tốt biết mấy. Dương Diệp cười khổ, thực lực của tiểu cô nương thần bí đó cường đại là điều không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương có chịu giúp hắn không? Tiểu cô nương đó là tràn đầy ác ý với hắn. Còn nữa, cho dù đối phương chịu giúp hắn thì hắn cũng khôn dám để đối phương giúp. Phải biết rằng, tiểu cô nương đó một khi bại lộ, vậy bại lộ theo rất có thể là cả tiểu Tuyền qua nữa. Đến lúc đó vô số cường giả sẽ tìm đến hắn. Nghĩ tới khả năng này, cả người Dương Diệp lạnh run. An Bích Như không hỏi, chỉ nhìn Dương Diệp rồi sau đó xoay người rời đi, đi được vài bước. Nàng ta đột nhiên ngừng lại, đưa lưng về phía Dương Diệp nói. Ta ngày đó đột nhiên cảm giác được bản thân có thêm một thứ,
là ngươi lúc được gia trì khí vận ở Tiềm Long Đài giã chuyển tặng khí vận cho ta à? Ừ. Dương Diệp gật đầu, lúc trước khi gia trì khí vận, hắn quả thật tính cả nữ tử trước mắt này. An Bích như đứng trầm mặc tại chỗ một chút rồi sau đó nói. Ta không thích nợ nhân tình của người khác, Tiểu Thanh, Tiểu Hồng. An Bích như dứt lời, hai nữ tử áo đen lập tức xuất hiện phía sau An Bích như. Hai nàng thi lễ với An Bích như rồi lại thi lễ với nữ tử áo đen bên cạnh nàng ta, sau đó thì trầm mặc đứng ở một bên. Hai người họ có thực lực tôn giả cảnh, ta bảo họ giúp ngươi một đoạn đường, cũng coi như là trả lại nhân tình ngươi chuyển tặng khí vận cho ta. An Bích như nói xong câu này thì không ở tại nữa, bước đi rất nhanh. Nữ tử áo đen nhìn Dương Diệp sau đó nói với hai nữ tử áo đen. Sau khi hộ tống hắn trở lại Nam Vực thì các ngươi quay lại ngay, chuyện ở Nam Vực đừng có tham gia vào làm gì, hiếu chứ? Vâng, sư phụ. Hai nàng cung kính nói. Vâng, sư phụ. Chấm, nữ tử áo đen mặt hướng về phía Dương Diệp, nói. Chúc ngươi may mắn. Dứt lời, thân hình khẽ rung, biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Dương Diệp sờ sờ mũi, đối phương đây là đang chúc phúc à? Lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía hai nữ tử áo đen. Nhìn thấy hai người, Dương Diệp trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn biết, câu trả lại nhân tình của An Bích như là giả, mượn lý do trả nhân tình này để giúp hắn mới là thật. Lại lắc đầu, không suy nghĩ tới những thứ này nữa, Dương Diệp rời khỏi mật thất. Hiện tại nghĩ tới những điều này chỉ vô ích. Trên một khoảng đất trống ngoài cổ vực thành mấy trăm dặm, ở trước mặt Dương Diệp là 105 người áo đen. Những người áo đen này không thi triển thân pháp, nhưng khiến cho người ta không cảm giác được khí tức nào, giống như không khí chung quanh đã hòa thành một thế với bọn họ vậy. Nhìn những người trước mắt này, Dương Diệp gật đầu hài lòng, bộ đồ u kinh đó quả nhiên không tồi, có bộ đồ u kinh này, những sát thủ này sẽ càng thêm khủng bố, trở thành ác mộng của mỗi một kẻ địch của hắn. Kiếm chủ, giờ đi chứ? Phía sau Dương Diệp, Dạ vẫn hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Còn thiếu một người. Dạ vẫn ngây ra, đang chuẩn bị lên tiếng thì lúc này Dương Diệp lại đột nhiên cười nói. Họ tới rồi. Dạ vẫn thuận theo ánh mắt của Dương Diệp nhìn lại, khi nhìn thấy người tới thì Dạ vẫn lập tức ngây người. Người tới không phải ai khác, chính là võ thần An Nam Tĩnh. Chỉ thấy An Nam Tĩnh lưng đeo liệt thiên thương đang chậm rãi bước về phía họ. Người kiếm chủ chờ là nàng ta à? Người Dương Diệp chờ đương nhiên là An Nam Tĩnh, lần này về Nam Vực, trên đường đi hung hiểm vạn phần. Có An Nam Tĩnh gia nhập, hắn có thêm mấy phần nắm chắc và lòng tin. An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người phía sau Dương Diệp, nói. Ta nợ ngươi ba điều kiện, chuyện thứ nhất chính là cùng người về Nam Vực à? Là bảo hộ ta trở lại Nam Vực. Dương Diệp sửa lại, thực lực của An Nam Tĩnh là không thể nghi ngờ, thậm chí. Dương Diệp cảm thấy cho dù là một số cường giả linh giả cảnh đỉnh phong cũng không nhất định có thể địch nổi An. Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh cầm liệt thiên thật sự là rất khủng bố. Cho dù nhục thân của hắn hiện tại đã vượt cả Ma Kha Lạc Tuyết, đồng thời có kiếm vực, nhưng hắn cũng không có 10 phần lòng tin có thể chiến thắng được An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh thản nhiên địa nhìn Dương Diệp một cái, nói. Nhớ ký ước định giữa chúng ta đó. Đương nhiên. Dương Diệp gật đầu. Nghiêm túc nói, nếu không phải vì chuyện Nam Vực, hắn lúc này cũng muốn đánh một trận thống khoái với An Nam Tĩnh. Nhưng đáng tiếc, lúc này hắn việc quan trọng hơn phải làm. An Nam Tĩnh không nói gì, chỉ im lặng đứng ở một bên. Lúc này, ở trong rừng rậm xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen đang bay về phía Dương Diệp, tốc độ rất nhanh, khoảng cách trăm trượng chỉ mất mấy hơi thở là tới. Người không phải ai khác, chính là Trương Liễu đi tìm hiểu địch tình. Kiếm chủ, bên trong một tòa sơn mạch cách chỗ chúng ta đây hơn 500 dặm có trăm tên cường giả, trong đó linh giả cảnh có 32 người, nhưng phần lớn đều là linh giả cảnh nhị phẩm đến tam phẩm, còn lại đều là vương giả cảnh. Bọn họ đều mặc áo đen, xem ra là người của Quỷ Tông. Trương Liễu nói, 32 cường giả linh giả cảnh. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, Quỷ Tông này coi trọng ta quá đấy, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Giữa ta và bọn họ hình như đâu có thâm cửu đại hận gì đâu. Quả thật, trước kia Quỷ Tông có nhằm vào hắn, bởi vì hắn là người của Kiếm Tông, nhưng hiện tại hắn đã không còn là người của Kiếm Tông, theo lý mà nói, Quỷ Tông không nên nhằm vào hắn nữa mới phải chứ.
Có thể là do Lý Tiên Quân. Lúc này, Dạ vẫn ở bên cạnh đột nhiên nói. Kiếm chủ ngươi cũng biết đó, Lý Tiên Quân chính là tôn tử của một trưởng lão nắm thực quyền của Quỷ Tông. Lúc trước tìm tới tổ chức ngũ sát bỏ một số tiền lớn muốn giết ngươi, không phải Quỷ Tông mà là trưởng lão có thực quyền này. Cho nên, ta cảm thấy nhóm người lần này có thể không phải là ý tứ của Quỷ Tông mà là thân tín của bản thân trưởng lão này. Thì ra là thế. Dương Diệp đã hiểu rồi, cười lạnh một tiếng, nói. Bất kể là Quỷ Tông hay là cá nhân hắn, nếu dã tới vậy thì đừng về nữa. Từ giờ trở đi, mọi người xé chẵn ra lẻ, tự do ám sát. Sau khi kết thúc, ai giết được nhiều người nhất, ta sẽ thưởng cho người đó 10 viên đá năng lượng cực phẩm, 20 tấm phù lục cực phẩm các loại. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, những sát thủ đó sửng sốt, nhưng mà Dạ Vẫn và Trương Liễu ở bên cạnh thì đã biến mất tại chỗ, lướt về phía xa rồi. Nhìn thấy động tác của hai người, mọi người giờ mới hồi phục lại tinh thần, sau đó toàn bộ thân hình khẽ động, lướt về phía xa. 10 viên đá năng lượng cực phẩm, 20 tấm phù lục cực phẩm các loại. Phần thưởng này so với phần thưởng của năm thứ hạng đầu trên Thanh Vân bảng thì còn lớn hơn. Bọn họ sao có thể không động lòng? Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong sân chỉ còn lại Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Thực lực của bọn họ không tồi. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Nhưng ta không cảm thấy bọn họ có thể làm lay động được một tông môn. Ngươi lần này về Nam Vực, nếu không có con bài chưa lật khác thì thuần túy là tìm chết. Đương nhiên, ngươi muốn chết ta cũng không quan tâm, chỉ hy vọng trước lúc đó chúng ta có thể đánh một trận. Dương Diệp không trả lời An Nam Tĩnh, ánh mắt hướng về phía xa. Nơi đó là Nam Vực, cũng là phương hướng của Bách Hoa Cung. Chấm. Nam Vực, đế đô, bên trong một gian mật thất. Dương Công Tử đã bắt đầu về Nam Vực, ở bên cạnh Dương Công Tử có một đám sát thủ thần bí, thực lực của những sát thủ này rất mạnh, thân pháp cực kỳ quỷ dị, người của chúng ta không dám tới gần. Cho nên không thể biết được thân phận chân chính của tốp sát thủ này, những sát thủ này rất tôn kính Dương Công Tử, cho nên... Tốp sát thủ này hẳn là Dương Công Tử tự mình âm thầm thành lập. Một nữ tử chậm rãi nói với Tần Tịch Nguyệt đang ngồi sau bàn. Trầm mặc một lúc, Tần Tịch Nguyệt nói. Nam Vực có những thế lực nào đã phái ra cường giả đi chặn giết hắn? Có Nguyên Môn, Quỷ Tông, Bách Hoa Cung. Nữ tử trầm giọng nói. Cường giả được phái đi có cảnh giới gì? Tần Tịch Nguyệt hỏi. Quỷ Tông và Bách Hoa Cung phái ra chỉ có cường giả linh giả cảnh. Mà Nguyên Môn thì có thể đã phái ra cả cường giả tôn giả cảnh. Nữ tử đáp. Tần Tịch Nguyệt nhíu mày, một lúc sau liền nói. Phái ra tất cả sát thủ tới chiến trường cổ tiếp ứng hắn, nói với mọi người, sau khi nhìn thấy hắn thì toàn bộ đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn một cách vô điều kiện, bao gồm cả ngươi nữa, hiểu chưa? Nữ tử sửng sốt, theo bản năng nói. Vì sao? Tần Tịch Nguyệt xoay người nhìn về phía nữ tử lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vội vàng quỳ một gối, nói. A Nô biết sai rồi. Nhìn nữ tử tên là A Nô này một lúc, Tần Tịch Nguyệt lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói. Bởi vì hắn là các chủ của ám sát các chúng ta, nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa? Nữ tử trong lòng rùng mình, lập tức nói. Hiểu rồi. Nói xong, xoay người rời đi. Bên trong mật thất, Tần Tịch Nguyệt đứng trầm mặc tại chỗ một lúc. Đột nhiên nàng ta nhoẻn miệng cười. Như trăm hoa nở rộ, khóe miệng lại phát ra vẻ quyến rũ, nói. Tiểu đệ đệ, đã lâu không gặp, thật nhớ ngươi quá. Ngươi nên sống sót trở về nhé, bằng không ta sẽ cắm sừng ngươi đó. Khiến ngươi chết không nhắm mắt. Chấm. Kiếm Tông, Thái Thanh Điện. Lúc này, toàn bộ cao tầng của Kiếm Tông đều tụ tập ở đây, bao gồm cả các trưởng lão đã bế quan tử tu. Túy đạo nhân ngồi trên chủ vị, bên cạnh hắn là Tô Mạc Già. Lúc này trong sân là một mảng nghiêm túc, vẻ mặt của mọi người đều cực kỳ ngưng trọng. Túy đạo nhân đứng dậy đi hai bước về phía trước rồi nói. Chư vị, tình cảnh của Kiếm Tông hiện giờ chắc hẳn mọi người đều rõ. Nghìn năm qua, dưới sự chèn ép ngoài tối trong sáng của các thế lực như Quỷ Tông và Nguyên Môn, Kiếm Tông đã đến mức sơn cùng thủy tận. Sở dĩ hiện giờ còn tồn tại là vì đối phương chỉ kiêng kỵ ta và Mạc Già phản công trước khi chết mà thôi. Mà hiện giờ nguyên của ta đã gần hết, một khi ta vẫn lạc, Nguyên Môn, Bách Hoa Cung, Quỷ Tông nhất định sẽ xuất thủ với Kiếm Tông ta, thậm chí Băng Tuyết Cung và Hạo Nguyệt Tông cũng sẽ mượn gió bẻ măng. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người càng ngưng trọng hơn. Kỳ thật bọn họ cũng biết tình cảnh sắp tới của Kiếm Tông,
chỉ là có sự tồn tại của Túy đạo nhân, cho nên bọn họ căn bản không cần phải lo lắng. Bởi vì có người chống đỡ đằng trước rồi, nhưng hiện tại, người chống đỡ này sắp không còn nữa. Cho nên áp lực của các thế lực khác sẽ trực tiếp ép lên đầu họ. Sấm Thiên Lộ. Lúc này, Túy đạo nhân đột nhiên nói. Đây là con đường duy nhất, xông qua được, ta, và Kiếm Tông sẽ có một đường sinh cơ. Bằng không, ngày ta vẫn lạc chính là lúc Kiếm Tông diệt vong. Sư bá, Sấm Thiên Lộ nắm chắc được mấy thành. Lúc này, một trưởng lão của Kiếm Tông hỏi. Túy đạo nhân lắc đầu nói. Không nắm chắc, cho nên ta hy vọng mượn dùng sức của toàn tông để giúp ta một tay. Vậy nếu như thất bại thì sao? Một trưởng lão khác trầm giọng nói. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta lúc này. Tông chủ Kiếm Tông Tô Mạc Già trầm giọng nói. Nếu không thử, chờ sư bá vẫn lạc rồi, Nguyên Môn Quỷ Tông và Bách Hoa Cung nhất định sẽ xuất thủ với Kiếm Tông ta. Khi đó, Kiếm Tông ta lấy cái gì ra để chống lại bọn họ? Nghe vậy, mọi người lại trầm mặc. Không có sự tồn tại của Túy đạo nhân, Quỷ Tông và Nguyên Môn, còn có Bách Hoa Cung nhất định sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì nữa. Đến lúc đó Kiếm Tông chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Nói cách khác, Sấm Thiên Lộ là thế ắt phải làm. Túy đạo nhân không hỏi ý kiến của mọi người, lão chỉ là đang báo cho mọi người mà thôi. Bởi vì cho dù không có Kiếm Tông giúp, lão vẫn phải Sấm Thiên Lộ. Tu hành ngàn năm, lão sao lại cam tâm hóa thành bụi bẩm cứ như vậy? Tuy không có lòng tin nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng lão cuối cùng vẫn phải thử một lần. Bằng không lão sao cam tâm cho được. Hội nghị kết thúc. Kiếm Tông bắt đầu một loạt chuẩn bị. Chấm. Bên trong một tòa sơn mạch, mấy trăm huyền giả áo đen trốn ở cách nơi của sơn mạch này là đường phải đi qua từ chiến trường cổ về Nam Vực, Dương Diệp nếu muốn về Nam Vực thì nhất định phải đi qua tòa sơn mạch này. Cho nên bọn họ chuẩn bị ở đây dĩ giật đãi lao, chờ Dương Diệp chủ động đi qua tìm cái chết. Mấy trăm người này là cường giả của Quỷ Tông, bọn họ không che giấu thân phận của mì nhắn, đều mặc trang phục của Quỷ Tông. Giết một cường giả vừa tấn thăng linh giả cảnh, không ngờ lại điều nhiều người như vậy đến, Lý trưởng lão cũng quá coi trọng tên gia hỏa Dương Diệp đó rồi. Trên một khoảng đất trống, một nam tử giàu chọc khóe miệng có nốt ruồi có chút khó chịu nói. Thực lực của bản thân hắn đã đạt tới linh giả cảnh tam phẩm mà lại bị điều tới giết một huyền giả vừa tấn thăng linh giả cảnh, hơn nữa còn là đi cùng với nhiều người như vậy, hắn cảm thấy Lý trưởng lão đó là đang cố ý chơi hắn. Quỷ Vũ, người đừng xem thường Dương Diệp đó. Một người trung niên áo đen bên cạnh nam tử khóe miệng có nốt ruồi trầm giọng nói. Tuy hắn chỉ vừa tấn thăng linh giả cảnh, nhưng cho dù là ngươi và ta, cũng không nhất định có thể chiến thắng được hắn. Phải biết rằng, hắn là đệ nhất trên Thanh Vân bảng Nam Vực, đồng thời bản thân còn lĩnh ngộ kiếm ý, mà hiện giờ, lại được gọi là tồn tại như kiếm hoàng, chắc hẳn thực lực của hắn nhất định vượt qua cảnh giới bản thân. Kiếm ý. Quỷ Vũ cười nhạo một tiếng, nói. Chỉ là kiếm ý tứ trọng mà thôi, có gì mà phải ngại. Còn nữa, cho dù hắn là kiếm tu, đồng thời đã trở thành kiếm hoàng. Nhưng cũng không nhất thiết phải phái nhiều người như vậy tới giết hắn chứ. 32 cường giả linh giả cảnh, người biết không? Lúc đầu ta còn tưởng rằng chúng ta là đi giết cường giả tôn giả cảnh cơ đấy, nào có ngờ lại là đi giết một huyền giả linh giả cảnh. Người trung niên áo đen nhướng mày, không nói gì nữa. Nói thật, lúc này trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Nhiều người như vậy đi giết một huyền giả linh giả cảnh, thế này thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Lý trưởng lão này đúng là có chút dùng quyền mưu tư. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng hắn không dám nói ra, thế lực của Lý trưởng lão này ở Quỷ Tông là gần bằng tông chủ. Mà hiện tại tông chủ đang bế quan, Lý trưởng lão này có thể nói là đang lấy thúng úp voi. À, đúng lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Không đến một thoáng, trong rừng vang lên vô số những tiếng kêu thảm thiết. Nhìn hơn 30 cỗ thi thể của đệ tử Quỷ Tông nằm trên mặt đất trước mặt, Quỷ Vũ và người trung niên bên cạnh hắn sắc mặt trầm như nước. Từ những tiếng kêu thảm thiết mà các đệ tử Quỷ Tông này phát ra bọn họ đã tìm được bọn họ chỉ dùng thời gian không tới hai hơi thở, nhưng mà cho dù là với tốc độ nhanh như vậy bọn họ vẫn không phát hiện là ai giết chết những đệ tử Quỷ Tông này, thậm chí ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không thấy. Hơn 30 đệ tử Quỷ Tông này tất cả đều là cường giả vương giả cảnh đỉnh phong. Nhưng mà những cường giả vương giả cảnh đỉnh phong này ngay cả sức hoàn thủ cũng không có mà cứ vậy bị giết.
Bọn họ không phải là một người. Quỷ Vũ trầm giọng nói. Quỷ Hạo, người kiến thức rộng rãi, nhìn ra được manh mối gì không? Người trung niên được gọi là Quỷ Hạo lắc đầu, nói. Người nói rất đúng, bọn họ không phải một người, rốt cuộc là có bao nhiêu người thì không thể biết được, bởi vì ta nhìn xung quanh không hề có bất kỳ dấu chân nào, ngay cả khí tức cũng không có. Nhưng có thể xác định một chuyện, đó chính là những người giết bọn họ là sát thủ, hơn nữa là sát thủ chuyên nghiệp. Quả đúng là sát thủ chuyên nghiệp. Quỷ Vũ nói, thủ pháp rất dứt khoát sắc bén, đều là một kiếm phong hầu, sở dĩ để người của chúng ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ sợ là bọn họ cố ý làm ra. Chính là để chúng ta tự loạn trận cước, chế tạo cơ hội ám sát cho họ. Quỷ Hạo trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thông chi cho tất cả đệ tử Quỷ Tông, bảo họ chia 5 người một tổ, đồng thời luôn bảo trì cảnh giác. Quỷ Vũ, người cùng ta đi thăm dò, ta cũng muốn xem rốt cuộc là thế lực phương nào muốn xuất thủ với Quỷ Tông ta. A, à, đúng lúc này, bên phải hai người 30 trượng có thêm một đệ tử Quỷ Tông đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mọi người trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, nơi đó, đầu của một đệ tử Quỷ Tông đã biến mất, chỗ cổ máu tươi đang phun ra như suối. Mà người giết đệ tử Quỷ Tông này lại đã sớm biến mất. Nhìn thấy một màn này, các đệ tử của Quỷ Tông trong lòng tự dưng lạnh toát. Dưới mí mắt họ, một đệ tử của Quỷ Tông bị giết, nhưng mà bọn họ lại ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không thấy, thế này bảo họ sao mà không sợ. Quỷ Vũ cùng Quỷ Hạo hai người nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương, hai người nhìn thấy vẻ ngưng trọng. Một sát thủ cách bọn họ như vậy gần, bọn họ lại không hề phát hiện, hơn nữa đối phương sau khi giết một đệ tử của bọn họ rồi mà bọn họ vẫn không thấy đối phương. Vào lúc này, hai người thật sự trở nên nghiêm túc rồi. Bởi vì chỉ cần khinh địch và lơ là thì bọn họ có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây. 10 người một tổ, mỗi một tổ phải có 2 cường giả linh giả cảnh. Quỷ Hạo trầm giọng nói. Khoảng cách giữa mỗi một tổ không được quá 20 trượng, mọi người phải tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng, sau đó rút lui thật nhanh, dùng cách nhanh nhất rời khỏi rừng cây này. Lúc này Quỷ Hạo trong lòng rất hối hận lúc trước vì sao lại chọn đóng quân ở trong rừng cây này. Nơi cây cối rậm rạp không nghi ngờ gì nữa là địa phương ám sát tốt nhất của sát thủ, bởi vì chỗ ẩn nấp ở nơi này thật sự quá nhiều. Nếu là ở bình địa, tuy đối phương tuyệt đối không dám không kiêng nể gì như vậy. Những đệ tử của Quỷ Tông này tựa hồ cũng minh bạch đạo lý này, lập tức lui về phía sau rất nhanh. Trên một cái cây rậm rạp, Dạ vẫn nhìn những đệ tử của Quỷ Tông đang rút đi, khóe miệng lập tức nổi lên một nụ cười đắc ý, nói. Trương Liễu, tới lúc ngươi thể hiện rồi. Nói xong, lại nhìn bộ đồ u linh trên người mình, nói. Đúng là thứ tốt, có bộ đồ này, cho dù là linh giả cảnh đỉnh phong chúng ta cũng có thể giết được. Ha ha! Dứt lời, Dạ vẫn thân hình khẽ động, giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Không có bộ đồ u linh, bọn họ cũng có thể giết chết được những đệ tử Quỷ Tông đó. Nhưng quyết không thể làm được một cách vô thanh vô thức như vậy. Khiến đối phương ngay cả bóng của họ cũng không thấy. Bộ đồ u linh này đối với bọn họ đúng như là như hổ thêm cánh. Ngay khi Dạ vẫn vừa ly khai, Dương Diệp và An Nam Tĩnh và hai gã sát thủ tôn giả cảnh xuất hiện trong sân. Nhìn Quỷ Tông thối lui như thủy triều, Dương Diệp nói. Cũng không tệ, đầu lĩnh của Quỷ Tông không phải là kẻ không có đầu óc, có điều đáng tiếc, lúc này mới nghĩ đến rút lui thì đã không còn kịp rồi. Theo ta được biết, người tựa hồ có thể triệu hồi huyền thú phi hành, một khi đã như vậy, vì sao không triệu hồi huyền thú phi hành ra rồi trực tiếp về Nam Vực? An Nam Tĩnh nói, phiền toái như vậy làm gì, cứ muốn một đường giết chóc. Dương Diệp cười khẽ, nói, ngươi không cảm thấy lần này có thể coi là một lần lịch lãm à? Còn nữa, những kẻ muốn giết ta không biết, ta kỳ thật cũng rất muốn giết bọn họ. Nếu bọn họ cho ta cơ hội này, phải những người này đi tìm chết. Ta đây vì sao không giết chứ? Lần này, tất cả người đến chiến trường cố để giết ta muốn bọn họ phải một đi không về. Nói tới cuối cùng, vẻ mặt Dương Diệp đã hóa thành lạnh như băng. An Nam Tĩnh lắc đầu, nói. Kiếm hoàng các đời hình như chỉ có người là bị ai nhất, gây thù hằn khắp nơi. Phải biết rằng, trước kia mỗi một vị kiếm hoàng đều là đối tượng được các thế lực tranh chấp điên cuồng, mà người thì lại là đối tượng khiến các thế lực đuổi giết điên cuồng. Chẳng lẽ ngươi là thiên sát cô tinh à? Khóe miệng Dương Diệp giật giật,
An Nam Tĩnh này từ lúc nào biết nói đùa vậy? Phải biết rằng, trên đường đi hắn mấy lần gợi chuyện, nhưng mà đối phương lại không nói một lời, coi hắn là không khí. Phớt lờ sự đả kích của An Nam Tĩnh, Dương Diệp xoay người nhìn thoáng qua hai vị áo đen đó, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lúc ban đầu An Bích Như phái hai người này đi theo hắn, hắn rất là cao hứng, bởi vì có hai người này bên cạnh, hắn chẳng tiện một đường giết tới cùng à. Nhưng sự thật không phải như hắn nghĩ, bởi vì hai người này chỉ phụ trách an toàn của hắn, còn lại thì không bận tâm. Nói đơn giản một chút chính là hai nàng căn bản không nghe lệnh hắn. Lắc đầu, Dương Diệp áp chế buồn bực trong lòng, dẫn ba người tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Quỷ Hạo cùng Quỷ Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì không đến một khắc thời gian ngắn ngủi, đệ tử của Quỷ Tông lại chết thêm gần 50 người. Những sát thủ này, thật sự rất khủng bố, rất quỷ dị. Bởi vì họ vô TĐH tanh vô tức, giống như không có sinh mệnh. Chỉ có một khắc hắn xuất thủ ngươi mới có thể phát hiện, thì ra là có một người đang đứng trước mặt ngươi. Mà sau khi xê giết người rồi thì hắn lại giống như u linh nhanh chóng biến mất, khiến cho hai người bọn họ có sức mà không có chỗ đánh. Lúc đầu, đệ tử Quỷ Tông còn muốn báo thù, muốn trở ra khỏi rừng cây rồi sau đó sẽ bắt những sát thủ này, ngược đãi những sát thủ này đến chết. Nhưng hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn không còn suy nghĩ này nữa. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn chạy ra khỏi được rừng cây, rời xa những sát thủ khủng bố này. Nếu là giao thủ chính diện thì tuy bọn tuyệt đối sẽ không sợ những sát thủ này, nhưng đáng tiếc, đây không phải là giao thủ chính diện. Lúc này bọn họ, giống như là con mồi bị thợ săn truy đuổi, muốn giữ mạng thì chỉ có chạy thật nhanh. Chết, rất nhiều lúc là không đáng sợ, đáng sợ là quá trình chết. Nhìn thấy người bên cạnh từng người chết đi, hơn nữa đều chết một cách quỷ dị, những đệ tử Quỷ Tông này thật sự rất sợ hãi. Bởi vì cho tới bây giờ bọn họ ngay cả bóng dáng của đối thủ cũng không thấy. Ước chừng qua nửa canh giờ, Quỷ Tông chỉ còn lại không đến 50 người, 50 này là 50 người sắc bén nhất của Quỷ Tông lần này đến chiến trường cổ. Trong đó phần lớn đều là cường giả linh giả cảnh. Nói cách khác, đệ tử Quỷ Tông thực lực yếu cơ bản đều đã chết hết, mà còn lại thì đều là tinh nhuệ. Đám người Dạ vẫn không xuất thủ, bởi vì bọn họ đang chờ thời cơ tốt. Dù sao hiện tại trong 50 người của Quỷ Tông này phần lớn đều là cường giả linh giả cảnh. Bọn họ có lẽ có thể giết chết được đối phương, nhưng lại không có cách nào làm được một cách vô thanh vô tức. Cho nên, hiện tại bọn họ đang đợi một cơ hội. Dù sao những người này cũng không thể thoát khỏi được sơn mạch mênh mông này, không phải sao? Đám người Quỷ Hạo lúc này đề phòng cao độ. Mỗi một sợi dây thần kinh đều căng ra, cho dù là một chút dị động cũng sẽ khiến cho bọn họ xuất thủ một cách quyết đoán. Lúc này mọi người đã ân cần thăm hỏi cả nhà Lý trưởng lão một lần, nếu không phải lão quan báo tư thù thì bọn họ sao lại đến chiến trường cổ này làm gì? Nếu bọn họ không đến chiến trường cổ thì bọn họ sao lại chết nhiều người như vậy? Chết thì chết, nhưng nực cười là bọn họ đến bây giờ, ngay cả người giết bọn họ là ai, là thế lực nào cũng không rõ. Không có chuyện gì ức chế hơn chuyện này. Đột nhiên, con người Quỷ Hạo co rút lại, một cỗ nguy cơ mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng hắn, xuất phát từ phản ứng bản năng, thân hình hắn chợt lóe, lách sang bên mấy trượng. Vừa lách đi, một người áo đen đã xuất hiện ở phía sau vị trí mà hắn vừa đứng lúc trước, xuất hiện cùng người áo đen đó còn có một thanh chủy thủ phát ra hàn quang lạnh lẽo. Hả? Tiếp theo, lại một đệ tử Quỷ Tông thân thể cứng đờ tại chỗ. Kế tiếp xuất hiện một màn quỷ dị, từng người áo đen không ngừng xuất hiện, theo sự xuất hiện của những người áo đen này, từng đệ tử của Quỷ Tông ngã xuống, không đến thời gian hơn 10 hơi thở, 50 đệ tử Quỷ Tông dã chết chỉ còn lại không đến 5 người. Đám người Quỷ Hạo ngừng lại, không đuổi theo nữa, lúc này hắn sao còn chưa biết bọn họ dã trung kế. Đối phương sở dĩ bại lộ khí tức, kỳ thật mục đích chính là khiến cho bọn họ tự loạn trận cước, sau đó thì chia ra mà giết. Chỉ đáng tiếc, hắn biết được thì đã quá muộn. Đúng lúc này chung quanh bọn họ xuất hiện vô số người áo đen, những người áo đen này bao vây lấy 5 người bọn họ. Tiếp theo, một nam tử và một nữ tử xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Ngươi là Dương Diệp. Quỷ Hạo nhìn nam tử, trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Trả lời ta một vấn đề, ta không giết các ngươi, thế nào? Dạ vẫn ở bên cạnh khóe miệng giật giật, bởi vì hắn không tin những lời này. Vấn đề gì? Đám người Dạ vẫn không tin, nhưng bên trong Quý Tông lại có người tin.
Lập tức một cường giả linh giả cảnh trong đó hỏi. Lúc này bọn họ đã không còn bất kỳ đường lui nào, xông ra à? Có thể ư, hiện tại nghe thấy câu hỏi của Dương Diệp, không nghi ngờ gì nữa, lời nói của Dương Diệp trở thành hy vọng cuối cùng của bạn họ. Trong những người tới của Bách Hoa Cung và Nguyên Môn có cường giả tôn giả cảnh không? Dương Diệp trầm giọng hỏi, vấn đề này, hắn phải biết rõ, phải biết rằng, đối thủ linh giả cảnh và vương giả cảnh có thể khiến những huynh đệ này của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đối thủ tôn giả cảnh sẽ chỉ khiến những huynh đệ này của hắn phải tự chịu diệt vong. Cho nên, hắn phải biết rõ vấn đề này. Trả lời câu hỏi của ngươi rồi thì ngươi thật sự sẽ tha cho chúng ta chứ? Lúc này, Quỷ Vũ đột nhiên nói. Quỷ Vũ vừa mới dứt lời, chỉ thấy Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ. Con người của Quỷ Vũ co rút lại, muốn động thủ, nhưng mà đã muộn rồi. Một thanh kiếm đã xuyên qua ngực hắn, kiếm vừa mới đâm vào trong người hắn thì đã phá nát ngũ tạng lục phủ và sinh cơ trong cơ thể hắn. Đám người Quỷ Hạo biến sắc, nhìn Dương Diệp đã quay lại chỗ cũ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tốc độ nhanh quá, kiếm ý mạnh quá. Cất kiếm, Dương Diệp thản nhiên nhìn mấy người, nói. Hiện tại các ngươi không có lựa chọn, hiểu chưa? Nếu muốn chết thì cứ động thủ, hoặc là tự bạo, yên tâm, ta tuyệt đối nắm chắc trước khi các ngươi tự bạo sẽ kết thúc sinh mệnh của các ngươi. Nghe vậy, huyền khí đang bắt đầu dũng động trong cơ thể Quỷ Hạo lập tức trở nên bình ổn, nếu không có cái chết của Quỷ Vũ lúc trước, hắn sẽ không tin những lời này của Dương Diệp. Nhưng lúc này, hắn tin Dương Diệp có thể nói được thì làm được. Bởi vì tốc độ của Dương Diệp thật sự là rất khủng bố. Chúng ta đã gặp người của Bách Hoa Cung một lần, có điều không nhìn thấy trong đó có cường giả tôn giả cảnh. Quỷ Hạo trầm giọng nói. Không có, Dương Diệp nhướng mày, cao tầng của Bách Hoa Cung chắc không ngốc mới đúng, muốn giết hắn, phái cường giả tôn giả cảnh đến mới là thỏa đáng nhất. Hay là cao tầng của Bách Hoa Cung thật sự ngu ngốc, cho rằng Dương Diệp hắn vẫn yếu như lúc trước. Bọn họ tùy tiện phái mấy người tới là có thể giải quyết được. Tuy Bách Hoa Cung không phái cường giả tôn giả cảnh đến, nhưng Nguyên Môn có thể có. Quỷ Hạo trầm giọng nói. Sắp tới Nam Vực chỉ sợ có đại sự phát sinh, tất cả tông môn đều đã triệu hồi đệ tử của tông môn mình. Tuy Bách Hoa Cung là một trong 6 thế lực lớn, nhưng cường giả tôn giả cảnh vẫn hơi ít. Những lúc thế này, họ không thể rút ra cường giả tôn giả cảnh để đối phó ngươi. Phải biết rằng, cường giả tôn giả cảnh có thể nói là lực lượng trung kiên của một tông môn. Dương Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Hiện tại thế cục Nam Vực đang bất ổn, Bách Hoa Cung khẳng định là muốn giữ cường giả của tông môn ở lại Nam Vực để ứng biến với những việc đột phát. Mà Dương Diệp hắn thì tính là gì? Chỉ là một linh giả cảnh mà thôi, đối phó một huyền giả linh giả cảnh, Bách Hoa Cung cần vận dụng cường giả tôn giả cảnh sao? Họ vẫn để ý tới mặt mũi. Vậy vì sao Nguyên Môn lại có thể phái cường giả tôn giả cảnh đến? Dương Diệp hỏi. Bởi vì cường giả tôn giả cảnh của bọn họ đủ nhiều. Còn nữa, bọn họ không hy vọng ngươi trở lại Nam Vực. Vì sao không hy vọng ta trở lại Nam Vực? Dương Diệp nhíu mày, khó hiểu hỏi. Nói thật ra, hắn rất không hiểu Nguyên Môn vì sao cũng phái người tới giết hắn. Phải biết rằng, giữa hắn và Nguyên Môn hình như không có thâm cừu đại hận giả cả. Ngươi sẽ gia nhập Nguyên Môn sao? Quỷ Hạo đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, lập tức minh bạch. Hắn khẳng định sẽ không gia nhập Nguyên Môn, mà Nguyên Môn cũng biết điều đó. Đối với Nguyên Môn mà nói, bọn họ không hy vọng tương lai trong tông môn nào có loại tồn tại thiên tài như Dương Diệp, bởi vì sự tồn tại của Dương Diệp rất có khả năng sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn cho Nguyên Môn trong tương lai. Đặc biệt là Dương Diệp lúc này còn đi lại thân thiết với đế quốc Đại Tần, cho nên, bọn họ tất nhiên không hy vọng Dương Diệp có thể sống sót trở về. Mình không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng có được. Lúc này, Dương Diệp đã cảm nhận được rõ ràng sự bá đạo của bá chủ siêu cấp của Nam Vực này. Một câu hỏi cuối cùng. Dương Diệp nói. Các đại tông môn của Nam Vực đột nhiên triệu hồi đệ tử trong tông môn của mình về rốt cuộc là vì chuyện gì? Quỷ Hạo lắc đầu, nói. Cái này thì ta không rõ. Bởi vì cao tầng trong tông môn không nói với chúng ta, chỉ triệu hồi chúng ta về tông môn, sau đó thì bảo chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu. Có điều ta cảm thấy có thể là có liên quan tới kiếm tông. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Bởi vì tông môn đã phái ra rất nhiều thám tử tới kiếm tông. Quỷ Hạo trầm giọng nói. Hơn nữa người được phái ra đều là linh giả trở lên.
thật sự có liên quan tới kiếm tông à? Tim Dương Diệp đột nhiên thắt lại, hắn đương nhiên không phải quan tâm tới kiếm tông, cái hắn quan tâm chỉ là Tô Thanh Thi. Nếu kiếm tông thật sự xảy ra chuyện gì, với tính tình của Tô Thanh Thi, nàng ta nhất định sẽ cùng tồn vong với kiếm tông. Nghĩ vậy, tay Dương Diệp bất giác nắm chặt kiếm trong tay, lúc này, hắn hận không thể lập tức bay về kiếm tông, mang Tô Thanh Thi theo người. Một lúc sau, cố nén buồn phiền trong lòng, Dương Diệp nhìn về phía mấy tên đệ tử Quỷ Tông, đang chuẩn bị lên tiếng thì Quỷ Hạo lại đột nhiên nói. Ta biết người sẽ giết chúng ta, nhưng ta vẫn hy vọng người có thể buông tha cho chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với người cả. Lý do này là không đủ. Dương Diệp nói. Quỷ Hạo cười khổ, nói. Kỳ thật, lần này chúng ta ra ngoài cũng không nghĩ sẽ trở về Quỷ Tông. Bởi vì, một khi tông môn đại chiến, loại tiểu nhân vật như chúng ta sẽ chỉ trở thành tồn tại như vật hy sinh, chúng ta không muốn chết. Nếu ngươi có thể thả chúng ta có thể ra sức cho ngươi. Nói đến đây, sâu trong mắt Quỷ Hạo hiện lên một tia âm lãnh, hắn. Sao có thể ra sức cho một huyền giả linh giả cảnh? Sở dĩ nói như vậy chỉ là kế quyền nghi mà thôi. Lúc này hắn là hận không thể giết Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp đờ dã giết Quỷ Vũ là em họ của hắn. Đáng tiếc, lúc này hắn không có thực lực đó, cho nên chỉ có thể tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ cần còn sống, một ngày nào sẽ có cơ hội. Về phần Dương Diệp có đáp ứng hay không, hắn cảm thấy Dương Diệp khẳng định sẽ đáp ứng, bởi vì năm người bọn họ là linh giả cảnh, năm cường giả linh giả cảnh đầu nhập, ai mà không động tâm. Dương Diệp thản nhiên nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Giết! Dứt lời, đám người Quỷ Hạo ngây ra, chuyện không nên là như vậy được. Chuyện nên là Dương Diệp sẽ đáp ứng, sau đó tùy bọn tuyên thệ nguyện trung thành. Sau đó, đáng tiếc không có sau đó, bởi vì đám người Dạ vẫn đã động thủ. Mấy chục sát thủ đồng loạt động thủ, đám người Quỷ Hạo ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có đã bị chảm sát. Ta nghĩ ngươi sẽ đáp ứng bọn họ. Ở bên cạnh, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Ta ngu xuẩn như vậy sao? Dương Diệp lắc đầu, kỳ thật cho dù đám người Quỷ Hạo nói thật, hắn cũng sẽ giết đối phương. Bởi vì bọn họ hôm nay phản bội Quỷ Tông, ngày khác có thể sẽ phản bội hắn. Người như thế, giữ lại bên cạnh mình làm gì? Còn nữa, hắn căn bản vốn không tin lời nói của đối phương, nguyện trung thành với hắn á. Nói nghe cứ như thật. Rất quyết đoán. An Nam Tĩnh nói. Nếu trước đó người đáp ứng thu nhận bọn họ, ta sẽ lập tức xoay người bước đi. Bởi vì bảo vệ một tên ngu xuẩn như vậy ta cảm thấy là sỉ nhục và sẽ lãng phí thời gian của ta. Có điều cũng may, người không làm như vậy. Dương Diệp lắc đầu. Không tiếp tục nói về đề tài này với An Nam Tĩnh nữa, những điều này đều không có ý nghĩa. Xoay người nhìn về phía Dạ Vẫn, nói. Lãnh quân và Lãnh Ngân về chưa? Lúc trước, hắn phái hai người đi tìm hiểu tin tức của Bách Hoa Cung và Nguyên Môn, theo lý mà nói, với thực lực của hai người thì lúc này chắc đã trở về rồi mới đúng. Dạ Vẫn nhíu mày nói. Chưa về, điều này có chút không bình thường, với thực lực của hai người bọn họ. Trừ khi là cường giả tôn giả cảnh xuất thủ, bằng không bọn họ nếu muốn chạy trốn thì cho dù là cường giả linh giả cảnh đỉnh phong cũng không giữ được họ. Hiện tại chưa về thì chỉ có hai loại khả năng. Một là có cường giả tôn giả cảnh xuất thủ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không về, còn lại là họ gặp chuyện gì đó nên bị trì hoãn. Tên hỗn đản ngươi mới vĩnh viễn không về được ý. Lúc này trong sân đột nhiên vang lên thanh âm của Lãnh Ngân, hai tiếng xé gió vang lên, Lãnh Quân và Lãnh Ngân xuất hiện trong sân. Nghe thấy giọng nói của Lãnh Ngân, đám người Dương Diệp trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Lãnh Quân và Lãnh Ngân, Dương Diệp lập tức nhíu mày, bởi vì lúc này Lãnh Quân và Lãnh Ngân hai người trên người đều có vết thương. Ở vai trái của Lãnh Ngân, một vết đỏ thấm cực kỳ bắt mắt, vết thương phải dài tới mấy cm. Mà ở cằm Lãnh Quân thì vẫn đang không ngừng chảy máu, vết thương cũng dài tới mấy cm, nếu vết thương đi xuống thêm mấy tấc thì chỉ sợ Lãnh Quân sẽ không có cơ hội đứng ở đây nữa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Với thực lực của hai người, không ngờ lại biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ thật sự là cường giả tôn giả cảnh xuất thủ? Lãnh Quân vẻ mặt ngưng trọng nói. Kiếm chủ, chúng ta gặp người tổ chức ngũ sát. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp rùng mình, nói. Tổ chức ngũ sát, bao nhiêu người, thực lực thế nào? Lãnh Quân gật đầu nói. Gặp phải ba người,
nhưng có thể không chỉ có ba người. Ba người thấp nhất cũng là thực lực từ linh giả cảnh ngũ phẩm trở lên, nếu không phải có bộ đồ u linh này và thần hành phù cực phẩm của kiếm chủ thì ta và Lãnh Ngân có thể là thật sự không về được nữa. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía hai nữ tử tôn giả cảnh vẫn trầm mặc đứng ở bên cạnh, thấy Dương Diệp nhìn sang, một nữ tử trong đó lắc đầu, nói. Chúng ta nhận được mệnh lệnh, chỉ bảo hộ ngươi, chuyện khác không liên quan gì tới chúng ta. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, không hy vọng gì vào được hai người trước mắt này rồi. Ba sát thủ đó phải loại bỏ trước, bằng không lòng hắn thật sự khó yên. Với thực lực của Lãnh Quân và Lãnh Ngân mà còn phải chịu thiệt trong tay ba người kia, vậy những người khác làm sao mà cản được ba người đó? Chỉ là phái ai đi giết ba người đi bây giờ? Để ta cùng với Trương Liễu, còn có Lãnh Quân Lãnh Ngân cùng đi. Lúc này, Dạ Vẫn đột nhiên nói. Với thực lực của bốn người chúng ta thì vẫn có cơ hội. Lãnh Quân và Lãnh Ngân ở bên cạnh gật đầu, tỏ vẻ tán thành, bọn họ lúc này cũng muốn báo thù. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp rồi nói với Dương Diệp. Kiếm chủ, có rất nhiều huyền giả đang tiến về phía chúng ta rất nhanh, chúng ta có thể đã bại lộ rồi. Ước chừng sau một khắc, một đám nữ tử mặc váy dài trăm hoa đi tới vị trí lúc trước đám người Dương Diệp đã đứng. Tốp nữ tử này gồm 200 người, cầm đầu là một phụ nữ xinh đẹp khoảng hơn 30 tuổi. Phượng Cẩn Sư Bá, chúng ta đã tới muộn rồi. Phía sau người phụ nữ xinh đẹp này, một nữ tử hơn 20 tuổi trầm giọng nói. Phượng Cẩn không nói gì, ánh mắt quan sát bốn phía hồi lâu, nói. Người của Quý Tông có thể đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Nghe vậy, chúng nữ ở phía sau Phượng Cẩn cả kinh, một nữ tử trong đó kinh ngạc nói. Sư bản sao có thể như vậy được, Quý Tông có tới hơn 30 cường giả linh giả cảnh, đặc biệt là quỷ hạo đó. Tuy hắn chỉ là linh giả cảnh tam phẩm, nhưng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Nói đến đây, nữ tử này giống như là nghĩ tới gì đó, cả kinh nói. Chẳng lẽ có tôn giả cảnh cường giả ra tay với bọn họ? Phượng Cần không nói gì, chỉ sắc mặt ngưng trọng hơn một chút. Quỷ hạo là linh giả cảnh tam phẩm, nàng ta là linh giả cảnh tứ phẩm. Thực lực so với kia quỷ hạo thì mạnh hơn một chút. Nhưng đối phương có năng lực giết sạch đệ tử của quỷ tông một cách thần không biết quỷ không hay, vậy chứng minh trong tuy đối phương nghiệt đối là có cường giả linh giả cảnh lục phẩm trở lên, thậm chí là tôn giả cảnh. Nghĩ vậy, Phượng Cần không do dự nữa, nói. Lập tức dùng truyền âm phù thông chi cho tông môn, bảo bọn họ phái cường giả tới tiếp ứng. Mọi người, từ bỏ lần chặn giết này, nhanh chóng về Nam Vực. Nàng ta không biết rốt cuộc là thế lực phương nào ra tay với quỷ tông, nhưng nàng ta biết, thế lực đã xuất thủ này khẳng định có liên quan tới Dương Diệp, có liên quan tới Dương Diệp vậy đại biểu cho việc thế lực này khẳng định sẽ ra tay với các nàng. Đối phương nếu có thể tiêu diệt toàn bộ quỷ tông, hơn nữa có thể làm được một cách thần không biết quỷ không hay, vậy chứng tỏ, thực lực tuyệt đối ở trên họ. Thậm chí đối phương có thể còn có cường giả tôn giả cảnh. Cho nên, nàng ta quyết định rất nhanh, lập tức bỏ chạy. Chậm đã. Phượng Cần đột nhiên lại nói. Chờ cung môn phái cường giả tới, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Phượng Liên, tốc độ của ngươi là nhanh nhất, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tới Bích Vân Sơn Mạch, tìm tới cường giả của nguyên môn đang mai phục ở đó, mời họ cấp tốc tới trợ giúp. Nữ tử tên là Phượng Liên ngẩn người, sau đó thân hình khẽ động, mang theo một mùi hoa lướt về nơi xa. Lúc này, Bách Hoa Cung đệ tử của Bách Hoa Cung có mặt ở đây sắc mặt đều ngưng trọng lên. Quỷ tông bị tiêu diệt toàn bộ, điều này đối với các nàng mà nói, không nghi ngờ gì nữa là đả kích không nhỏ. Phải biết rằng, tuy thực lực chỉnh thể của các nàng mạnh hơn quỷ tông không ít, nhưng cũng tuyệt đối không thể tiêu diệt toàn bộ người quỷ tông. Đối phương nếu có thể tiêu diệt toàn bộ quỷ tông, vậy chứng tỏ thực lực của đối phương hơn xa quỷ tông, cũng hơn xa các nàng. Phượng Cần đang chuẩn bị dẫn người rút đi thì đột nhiên ánh mắt của nàng ta nhìn về phía một bụi cỏ, tay phải vẫy một cái. Một cái lệnh bài lập tức xuất hiện trong tay nàng ta. Khi nhìn thấy lệnh bài trong tay, sắc mặt Phượng Cần lập tức trầm xuống, nói. Là tổ chức ngũ sát, người giết quỷ tông là bọn họ, chỉ là bọn họ vì sao muốn xuất thủ với người của quỷ tông. À, đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết và thê lương, chúng nữ cả kinh, nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy một nữ tử hai mắt trợn lên, chỗ yết hầu của nàng ta máu tươi đang phun ra như suối. Cảnh tượng cực kỳ máu tanh. Mà hung thủ, ngay cả cái bóng cũng không thấy.
tổ chức ngũ sát. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Phượng Cẩn có chút dữ tợn, đối với tổ chức này, sáu thế lực lớn đều không muốn trêu chọc, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sợ. Hiện tại ngũ sát ở ngay trước mặt nàng ta giết đệ tử của Bách Hoa Cung, vậy chẳng khác nào là ngang nhiên khiêu khích Bách Hoa Cung. Phát truyền âm phù, báo là chúng ta bị tổ chức ngũ sát sát thủ chặn giết, bảo trong cung cấp tốc phái cường giả tới. Tuy lúc này Phượng Cẩn đang lửa giận ngập trời, nhưng nàng ta cuối cùng vẫn không mất đi lý trí. Nếu chiến đấu mặt đối mặt, nàng ta không sợ đối phương, nhưng đáng tiếc, đối phương là sát thủ, căn bản sẽ không giao thủ mặt đối mặt với họ. Sư bá, chúng ta hiện tại nên làm gì? Một nữ tử bên cạnh Phượng Cẩn trầm giọng hỏi. Phượng Cẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời, tim lập tức trùng xuống, bởi vì trời đã sắp tối. Đêm tối, không nghi ngờ gì nữa sẽ càng có lợi hơn cho những sát thủ này. Mọi người giữ cảnh giác cao độ, mọi người tụ lại với nhau, kết thành bách hoa trận, sau đó chờ tới hừng đông. Phượng Cẩn không bảo mọi người rút lui trước. Lúc này rút không nghi ngờ gì nữa là tìm chết. Nghe thấy lời nói của Phượng Cẩn, chúng nữ không dám do dự, lập tức huyền khí trong cơ thể trào ra bên ngoài, hai tay bắt đầu múa may, theo hai tay của mọi người múa may, một mảng hoa năng lượng mỏng manh lập tức xuất hiện trong sân, những đóa hoa này dưới sự khống chế của chúng nữ nhanh chóng khép lại, rất nhanh, hợp thành một lồng hoa cực lớn từ nhiều đóa hoa tạo thành, chùm mọi người vào trong. Bách Hoa Trận là trận pháp khá nổi danh của Bách Hoa Cung, vừa có thể công vừa có thể thủ. Khi công thì đóa hoa này sẽ giống như hạt mưa trong nháy mắt bắn nhanh ra bốn phía, khiến người ta muốn trốn cũng không được, khi thủ thì giống như hiện tại, hình thành lồng năng lượng từ nhiều đóa hoa tạo thành, chỉ cần đủ huyền khí thì có thể ngăn cản được một kích toàn lực của cường giả tôn giả cảnh. Trong một cây đại thủ lớn cách đám người Bách Hoa Cung trăm trượng, nhìn lồng Bách Hoa, Dương Diệp cau mày, hiển nhiên hắn không ngờ đối phương lại kết trận. Như vậy nếu ám sát thì sẽ có chút khó khăn. Người của Bách Hoa Cung hắn không giết không được, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là hiện tại phải làm thế nào mới có thể dùng một cái giá thấp nhất để lưu lại những người này ở đây. Kiếm chủ, các nàng đã thông chi cho Bách Hoa Cung, nhiều nhất là mấy canh giờ nữa cường giả của Bách Hoa Cung sẽ tới, nếu chúng ta không thể trong khoảng thời gian ngắn giết các nàng, chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Thậm chí, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ phải lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Bên cạnh Dương Diệp, Dạ Vẫn trầm giọng nói. Dương Diệp trầm mặc một lúc, sau đó nói. Bảo các huynh đệ mai phục bốn phía, chuẩn bị sẵn sàng, đợi tới đêm khuya, ta sẽ đi phá trận của họ, bất kể là như thế nào những người này cũng phải chết. Vâng. Dạ Vẫn lên tiếng, sau đó thối lui. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.